Thầy xin chào Vũ Huy. Nay Vũ Huy lại lang thang vào lớp. Ta chờ một tí các bạn ở Thanh Hóa vào. Ta gửi tới Vũ Huy cái file qua Zalo nhé. Mình cứ kia chạy đâu chắc là chưa đi học về.
Thì xin chào bà Thành. Thành đã vào. Được, lúc chờ các bạn vào mà. Chúng ta bắt đầu nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng làm cái đề khá hay. Đó là cái đề bài tập ngày 28 tại BPL. Vì có về màn thì nó là cái gì nhỉ? À, đây là một cái đề thi cái vòng là lập đội tuyển cấp quốc gia, thì nó cũng nó vừa sức với các bạn rồi, vì nó có cái chuyên đề về số học nên thầy đưa vào để cho các em luyện thêm một chút về số học. Ta chờ một chút được một hai bạn vào xong ta bắt đầu nhé, chắc năm tầm 3 phút nữa ta sẽ bắt đầu. Khi làm ưu lê làm sửa về nó thì nội dung tiêu đề. Rồi hiện tại mới có Thành vào Minh với Luật chạy đâu rồi, có Vũ Huy ở bên KNC2 sang nữa. Thầy cho mình có một cái bài đề bài khá hay, cái bài đầu tiên về chủ đề về đồ thị. Tuy nhiên thì như thầy Thắng nói thì đề của các em chưa có đồ thị, nên cái câu đồ thị này ta sẽ dành vào đợt học sau. Sắp tới chắc thầy mở lại một lớp KNC mới, một lớp nâng cao mới, để cho một cái khóa học mới. Cái bài đồ thị này, nhìn trên đồ thị thì ta nhận thấy như sau. Cái ông này ông xuất phát từ đỉnh 1, ông đi đến đỉnh 5. Và ông đi theo đường thứ nhất, ông đi qua đỉnh 3, trọng số là 4. Đi qua đỉnh 10, trọng số là đỉnh 4, trọng số là 10, là mất 14. Đi về đỉnh 5, mất 5 nữa là bằng 19. Hoặc là ông đi theo từ đỉnh 1 đi qua đỉnh 7, mất 3. Đi qua đỉnh 8, mất 2 là bằng 5. Đi qua đỉnh 5 thì là mất 14, 17, 17. Như vậy so với cái đường cái nãy thầy đi 1, 2, 4, 5 và đi đường 1, 7, 8, 5 thì đường đi 1, 7, 8, 5 hết 14 nó rẻ hơn. Đấy. Kế tiếp nữa, tới đây thầy không đi 3-4, bởi vì cạnh 3-4 mất 10 thì thầy lại đi từ 3 xuống 2, từ 3 xuống 6. Từ 6 đi lên 4 thì thầy đi mất 4 này, 2 bằng 4 này, với 2 bằng 6 này, 6 với 6 12, 12 cộng với 5 bằng 17. Hóa ra là nó có hai đường đi từ cái đỉnh này. Đi qua đây. Hoặc là nó đi từ đường đỉnh này qua đây. Và đây là hai cái đường đi có cùng trọng số với cái chi phí là nhỏ nhất. Vậy thì nó thuộc nhóm bài toán tìm đường đi ngắn nhất. Đấy. Thì với cái đồ thị bên 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 phải này thì ông này ông đang đi từ đỉnh 1. Đấy, ông đi đến đỉnh 5 thì ông đi qua đỉnh 3, ông đi về đỉnh 10, ông đi về đỉnh 5, tổng là hết 19. Ngoài ra ông có thể có nhiều đường đi khác nữa. Ông đi từ đỉnh 1 đi qua đỉnh 7 hết 13, đi qua 2 mới hết 2 nữa 15, xong rồi đi về 16, đi qua đây mất 16 nữa là nó sẽ mất tận 31.
trong khi đường kia ra hết 19, vậy thì nó sẽ đi đường kia. Vậy thì bài toán nó quay về bài toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị. Các bạn có thể giải áp dụng nhiều giải thuật tìm đường đi ngắn nhất để tìm được trên đồ thị, trên một đơn đồ thị có hướng. Thành nhắn dụ các bạn giúp vợ và giúp thầy nhé. Sau đó hôm nay ta sang cái chủ đề thứ hai, một cái bài tập khá khó. Hôm vừa rồi thì nhiều cao thủ đi thi ngày thứ nhất có thể đạt được khoảng tầm 17 18 điểm. Nhưng ngày thứ hai thì được khoảng tầm đấy, chắc là được câu đồ thị đầu tiên nếu mà làm được đồ thị. Còn cái câu thứ hai thì thực tế nó là một câu số học khá đơn giản nếu các bạn đã làm chuyên nghiệp về số học. Đây là một cái bài mới hoàn toàn. Thành cũng sẽ rèn được nhiều kỹ năng thông qua bài 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 này liên quan tới hoán vị. Bài này là một bài hay. Rồi bài kế tiếp nữa là một bài toán tổng dãy số Lucas và kết hợp với tổng lim, xong đó đi thông qua tới một cái đặc điểm của dãy số có tổng chia hết thỏa mãn điều kiện, ở đây nó hơi bị lưu vong là chia hết cho x bình và x y là số nguyên tố với x nhỏ hơn n. Vậy thì khi mà một cái bài toán mà người ta đẩy lên tới số học đến mức độ khó như thế này thì chắc chắn phải có cách để giải quyết được, bởi vì kiểu gì mình cũng sẽ cố gắng không làm được full điểm nhưng sẽ cố gắng làm được nhiều sắp tác nhất có thể. Đấy. Vậy thì Thành và Vui ở nhận thấy là bài này ta sẽ lại đọc kỹ đề một chút để ta xem biết đề người ta cho cái mà cần tìm cái gì nhé. À, ta sang cái bài toán đầu tiên là bài toán hoán vị nguyên tố. À, cái bài hoán vị nguyên tố này thì đọc đề khá dễ hiểu. Chủ bài bài này nó cũng khá dễ hiểu để chụp lại đề để này. Bước dụng treo nhiều quá. Câu cho cái lớp mới. Rồi, mình bắt đầu nhé. Qua nghe, à, quên đấy, bảo gửi cái đề để ta nhìn cái đề một cái tổng quát ngắn gọn. Thì qua cái bài này thì ta đọc này đấy. Ở đề bài người ta cho một cái số nguyên dương n, người ta yêu cầu là xét tập các cái hoán vị của các cái số tự nhiên nằm trong phạm vi từ 1 đến n. Ví dụ như với n bằng 4 thì cái tập tập S0 của mình là tập các cái số tự nhiên từ 1 cho tới 4, thì ta có thể liệt kê được các cái hoán vị như sau. Đấy. Muốn liệt kê hoán vị này thì ta có giải thuật quay lui sin hoán vị thì ta đã có rồi. Ngoài ra nếu mà các bạn sử dụng sin 17 trở lên thì ta có cái hàm đi tìm cái hoán vị kế tiếp. Đấy. Tuy nhiên thì không phải lúc nào hệ thống chấm nó cũng chấm được cái một số các hàm mà có tính chất mới lạ, nên do đó ta vẫn nên cài đặt theo một cái giải thuật kinh điển, đó là giải thuật sin quay lui sin hoán vị, nó nằm trong lớp bài toán đếm phương pháp sin nhé. Mục tiêu của bài toán này là ta phải yêu cầu của bạn cần phải chọn ra hai hoán vị thỏa mãn điều kiện bài toán. Vậy thì ta kiểm tra xem như sau. Với hai cái hoán vị nào đó thì anh này anh sẽ thực hiện là chọn tổng từng cặp ở các vị trí tương ứng mà chỉ gồm các số nguyên tố, và anh này gọi cái tính chất này gọi là cặp hoán vị nguyên tố của tập n phân tử. Vậy ở đây thì các bạn nhận thấy ví dụ như cặp hoán vị 2 4 1 3 nó là thằng nào nhỉ? 2 4 1 3 là thằng này. Đấy, nó là thằng này. Và cặp số 3 1 2 4, 3 1 2 4 là thằng này. Chứ nó không phải là một thằng bất kỳ ở dưới ơi đâu xuất hiện nhé. Người ta chọn là trong các hoán vị này người ta chọn ra hai cặp. Sau đó người ta tính tổng từng vị trí, thầy thấy thằng 2 này cộng với thằng 3 bằng 5. Thằng 4 này
cộng với vị trí thứ hai của nó là số 1 cũng bằng 5. Ở thằng 1 này cộng với vị trí 2 của ta cũng bằng 5. Thằng 3 này cộng với thằng 4 thì nó bằng 7. Như vậy thì rõ ràng ta tổng lại được là 5, 5, 3, 7. Đây toàn là các cái số nguyên tố. Đấy. Như vậy thì cái hoán vị đó được gọi là hoán vị nguyên tố. Đề bài yêu cầu là cho số nguyên dương n, hãy đếm số cặp hoán vị là số nguyên tố. À, rất hay. Đếm số lượng cặp hoán vị là số nguyên tố. Vậy thì đề bài nó có rất nhiều test. Cứ với mỗi số nguyên dương n thì yêu cầu là sẽ đếm số cặp hoán vị tương ứng như vậy. Thì vậy thì ta sẽ quay trở lại cái bài toán là ta sẽ thực hiện liệt kê ra tất cả các cái hoán vị. Nên ta để ý rằng n của ta lớn hơn bằng 2. Vậy là lạc quá. Và n của ta nhỏ bằng 7. Như vậy thì ta có thể liệt kê ra được tất cả các hoán vị này. Đấy. Và với mỗi hoán vị như vậy thì ta sẽ thực hiện đi với mỗi hoán vị như vậy thì các em sẽ thực hiện công việc lưu nó lại. Vậy tới thời điểm này Thành và Vũ Huy, các em có em nào cài đặt được giải thuật liệt kê hoán vị thì comment cho thầy số 1. Bạn nào chưa cài đặt được giải thuật liệt kê hoán vị thì sẽ quay comment cho thầy số 0 nhé. Mày dạ lên. Rồi Thành ok. Rồi, như vậy thì với cái tư tưởng như thế thì ta cũng sẽ cài đặt luôn cái giải thuật này. Và như thế thì ta nhận thấy rằng với n nhóm bằng 7 thì ta có thể liệt kê ra được tất cả các cái hoán vị của nó. Với mỗi hoán vị ta sẽ thực hiện for vào đây, ta for các cái cặp này. Đấy, ta for các cái cặp này để đi tính tổng của các từng cặp phân tử một. Và với việc sau đó ta kiểm tra nó thỏa mãn hay không. Nếu thỏa mãn ta tăng biểu điểm lên. Như vậy thì ta thấy rằng bài toán này là cài đặt hơi cơ bắp một tí thôi, nhưng thầy trò mình hoàn toàn có thể làm được nhé. Vậy sáng tác thứ hai thì ta đặt ra câu hỏi tự nhiên, tại sao có t nhỏ hơn 2 mà n nhỏ bằng 8? Vậy thì khi n nhỏ bằng 8 thì ta đặt ra có vấn đề gì xảy ra? Đấy. Khi n nhỏ bằng 8 thì cái chuyện gì nó sẽ xảy ra? Đấy. Ừ. Khi n nhỏ bằng 8 à? Đấy. Bởi vì khi n nhỏ bằng 8 thì giả sử n bằng 8 thì số lượng hoán vị của 8 ta là sẽ 8 giai thừa. Đấy thì thầy thử hỏi xem 8 giai thừa bằng mấy? Đấy, 8 giai thừa thì nó có khoảng tầm 40.000 cấu hình. Với 40.000 cấu hình thì ta nhận thấy cứ với mỗi cấu hình đấy thì ta phải for với n trừ một cấu hình còn lại. Vậy thì ta tính bình phương của nó lên, và bình phương không ta. Rồi nhân luôn, nhân 4 0 3 2. Đấy. Thì nó sẽ bằng 16275. Như vậy thì các bạn nhìn thấy này. Đây là 10 các con nhé. Đây là cỡ khoảng tầm 162.000. À đâu, 1.600 các bạn nhé, từ năm 570.000 2 triệu 162 triệu 570.000 240. Như vậy thì ở đây nó sẽ là khoảng tầm 10 mũ 6 với 3, nó khoảng tầm 10 mũ 8. Vậy thì với khoảng 10 mũ 8 cấu hình mà ta phải gọi hai lần, bởi vì ta có hai cấu hình mà, thì nó mất khoảng tầm từng này phép toán khoảng tầm 3 triệu phép toán, tức không cơ. Như vậy ở đây là 3 mũ 6, mười mũ sáu, mười mũ bảy, mười mũ tám, cứ khoảng tầm bằng 3 × 10√8 phép tính. Vậy thì khi đó rõ ràng là cái giải thuật của mình nó không đảm bảo về vấn đề thời gian. Mà khi không đảm bảo về vấn đề thời gian thì người chứng tỏ rằng chắc chắn nó sẽ bị chạy tràn kiểu dữ liệu, à, tràn về thời gian, và nó bị báo là quá tham ao. Đấy. Vậy thì kế tiếp nữa nó lại có một cái sắp tăng nó kinh khủng hơn, bởi vì với sắp tăng vừa rồi nó mất khoảng tầm khoảng tầm 10 mũ 8 phép tính rồi với n nhỏ bằng 8. Nhưng mà bây giờ cái sắp tăng kế tiếp nữa bây giờ người ta cho tới khoảng tầm 10 mũ 6.
10 mũ 6. Vậy thì với cái 10 mũ 6 này, lấy 10 mũ 6 cái thằng này, và mới mỗi thằng thì ta lại phải chạy với một cái số lượng hoán vị là 8 giây thừa, thì 10 mũ 6 bản thân của nó đã bị tràn rồi, à đủ rồi, mà nhân với một cái thằng mà chỉ cần nhân với 100 nữa là nó đã eo rồi, nhưng chưa nói thì nhân tới với 8 giây thừa. Vậy thì chứng tỏ rằng để làm được cái đoạn này thì ta phải tìm được một cái công thức nào đó, nó giống như công thức O1 đấy. Nhá, đấy, nó kiểu giống như thế. Vậy thì cái hay nhất với cái mỗi bài toán về sau này các bạn đi làm đề thi, à đi thi, đó chính là cái giới, cái ràng buộc của nó. Thì với mỗi ràng buộc của nó thì theo xu thế bây giờ nó sẽ là một bài toán khác nhau, một bài toán khác nhau, một cách tổ chức dữ liệu khác nhau, và nó đòi hỏi các cái kỹ thuật cài đặt khác nhau. Đấy. Vậy thì với các cái kỹ thuật như thế thì đây chúng ta sẽ có rất nhiều việc phải làm với cái bài toán này. Thì đầu tiên thì thầy thì kiểm tra xem trên server tới thời điểm này có bạn nào một bài toán này chưa. Để cho mình hiện nay chưa chưa có bạn nào làm được bài này. Ok, hiện nay thì đúng thật là như có mỗi đấy. Vậy thì vì chưa có ai làm được bài này, vậy thì thầy cho mình sẽ giải quyết được lần lượt các bài toán này theo đúng cái tư tưởng của bài toán nhé, để chứ không mất nhiều thời gian thì thầy lấy cái đoạn là cosine hoán vị ra trước để thầy cùng với các bạn xử lý đằng sau. Thầy lấy luôn cô cái sao tăng một, à quên, thầy bảo thầy vào code block mà thầy gõ nhầm chữ PowerPoint đó, câu chuyện rất buồn. À đây, à, thì qua cái tư tưởng của chúng ta thì ta nhận thấy như thế này. Với cái sắp tác thứ nhất với n nhỏ bằng 7 thì ta có 7 giây thừa, nó có khoảng tầm bằng 5050 cấu hình. Với 5050 cấu hình thì ta hoàn toàn lưu được cái cấu hình đó vào một cái mảng một chiều. Đấy. Đấy. Và ta lưu nó vào một cái mảng một chiều, à mảng hai chiều, gồm có k hàng và có n cột. Trong đó vậy thì ta lưu nó vào một cái mảng hai chiều. Vậy thì ta sẽ quay về nhận thấy như sau: ta lần lượt sinh ra các cái hoán vị, cứ với mỗi hoán vị ta đẩy lưu nó vào một mảng hai chiều, và sau khi lưu nó vào một cái mảng hai chiều xong, ta sẽ thực hiện yêu cầu là duyệt qua lần lượt qua với mỗi cấu hình của một hoán vị, ta ghép với cấu hình kế tiếp của nó, các cái cấu hình đứng sau nó. Cứ với mỗi lần ghép như thế thì thầy sẽ thực hiện duyệt qua lần lượt các cái ô để thầy tính tổng từng cặp số 1. Đấy, nếu nó là số nguyên tố thì ta khởi tạo nó bằng một và thoát, à nếu nó không là số nguyên tố thì ta thêm một cái nhánh cận để ta thoát ra ngoài nhanh hơn. Trong một loạt các cái cấu hình như vậy, số lượng cấu hình mà có tổng tất cả các cặp là số nguyên tố nó rất rất ít. Sau đó số lượng cấu hình không phải là số nguyên tố nên gặp gặp một cái thằng mà không phải là số nguyên tố thì các bạn bay ra ngoài luôn cho nó nhanh. Đấy. Sau vòng lặp này thì chỗ này ta nên sử dụng cầm cờ. Sau vòng lặp này nếu cờ của mình mà vẫn bằng không thì điều đó cờ của mình vẫn bằng không thì điều đó chứng tỏ là nó không bị bay ra ngoài lần nào, tức là tất cả các cặp của hai hai cấu hình đó cộng lại với nhau từng cặp một đều là số nguyên tố. Vậy thì khi đó đó là một cấu hình hợp lệ để ta tăng z lên. Vậy thì làm như thế thì ta đánh giá được độ phức tạp của giải thuật như sau: cái mảng của mình có k bình phương thằng và mà k tối đa là bằng khoảng tầm 7 giây thừa và tầm 5050 phần tử. Vậy thì làm theo cái cách này thì độ phức tạp của ta là mất k bình, nó tương đương với là ô của n giây thừa, với n là số giá trị đầu vào. À, làm như trên thì ta nhận thấy cái việc kiểm tra một số là số nguyên tố hay không thì ta để ý trong phạm vi từ 1 đến 7 thì nó có mỗi 7 số thôi, thì các em không cần phải tổ chức hàm kiểm tra tính nguyên tố là gì, thì các em nên sử dụng luôn một cái mảng hàng lưu trạng thái các số trong phạm vi thì từ 1 cho đến 7 có là số nguyên tố hay không, thì các bạn lưu luôn mảng hàng là true false true false. Hãy lưu ý rằng mảng hàng thì cái phần tử đầu tiên người ta đánh chỉ số thứ tự của nó là số 0 nhé, trong C cộng cộng mảng hàng thì chỉ số đầu tiên của nó là thằng F0. Đấy. F0 bằng FO, F1 bằng FO, F2 bằng true, F3 bằng true, F4 bằng FO, F5 bằng true. Mảng này nó chỉ có vài phần tử thôi nên ta chỉ cần chạy bằng cơm là được.
các bạn khởi tạo đó. Rồi, đầu tiên thì ta chia sẻ cái ý tưởng nghệ thuật này trước. Với cái ý tưởng này thì trong giờ thi thì đọc đề thì ai cũng có thể để làm được. Tuy nhiên nhiều cao thủ thì chưa, trong quá trình code thì lại code chưa thực sự khéo léo. Vậy thì ở đây thì lại cái tên bài nó đồng như vậy thì trong giờ thi thì cái việc đầu tiên Thành và các bạn đều phải để ý rằng đọc đề đề nếu mà thuộc cái lớp sắp tác đầu tiên luôn thuộc cái nhóm đó là đề bảng như thế nào thì ta làm như thế đấy. Đấy, đó là cái sắp tác đầu tiên. Vậy thì chúng ta sẽ thực hiện công việc là nhập n và ta gọi sắp tác một, cứ với mỗi giá trị n ta gọi sắp tác một, nếu thận trọng hơn nữa thì ta xử lý thằng n, ta lưu kết quả sau đó với mỗi giá trị n ta gọi nó ra. Thôi thì thôi, nó tiết kiệm được một ít khi mà số lượng phần tử n bị trùng lặp nhiều. Rồi tới đây thì chúng ta sẽ tiếp tục như sau. Như vậy thì khi nãy thầy có đề cập đến trong giải thuật này thì ta sẽ lần lượt sinh ra các cái hoán vị. Cái thủ tục sinh hoán vị của mình chạy đâu nhỉ? Ở đây thì ta có rất nhiều cách sinh hoán vị. Đây là cái cách thủ tục sinh hoán vị cổ điển nhất mà mình có thể dùng được. Từ dùng từ thủ tục sinh hoán vị này các bạn có thể tham khảo trong quyển sách đi sát của thầy Lê Minh Hoàng là thủ tục sinh hoán vị cổ điển. Còn nếu không thì ta sử dụng sinh hoán vị theo phương pháp quay lui. Đấy. Để trong cái quyển phương pháp sinh mà thầy đã gửi tới Thành rồi, Thành hoàn toàn có thể gặp được cái bài toán sinh hoán vị. Như vậy thì cái thao tác này là thao tác là liệt kê hoán vị của cái tập n, tập n phần tử từ 1 cho tới n. N. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái sắp tác một của chúng ta. Vậy thì các bạn nhìn thấy code chương trình của thầy code khá rõ ràng, đó là thầy không tổ chức trực tiếp vào chương trình mà ta code xuống dưới nhé, ta gọi nó là sắp tác một. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nhận thấy như sau. Trong lần lượt sinh ra các cấu hình, cứ với mỗi cấu hình các thầy gọi thủ tục xử lý này. Thủ tục xử lý này nhiệm vụ của thầy là sinh ra tất cả các cấu hình, cứ với mỗi cấu hình thu được. Đấy. Đấy. Tôi nhỉ. Đây, cứ với mỗi cấu hình thu được thì thầy gọi thủ tục xử lý. Và thủ tục xử lý của thầy lúc này đơn giản, bởi vì ta đang sinh ra các hoán vị nên các hoán vị đang nằm trong mảng A. Và các hoán vị này đó là tập các số từ 1 đến n nó đang nằm trong mảng A. Khi sinh được hoán vị này rồi thì Thành và các bạn sẽ thực hiện công việc lưu hoán vị đó đi đâu đó. Vậy thì ở trong đây thì thầy rất đơn giản. Thầy sử dụng một cái mảng hai chiều. Thầy sử dụng một cái mảng hai chiều. Khi thầy k cộng cộng vậy thì thầy cấp phát một cái mảng mới, mảng A có k, thầy thầy sử dụng mảng S ở hàng thứ k, bắt đầu k bằng 0 khởi tạo k bằng 1, vậy hàng thứ nhất nó lưu cả cái cấu hình này vào. Đấy. Sau đó tí nữa ta gặp một ở vòng lặp sau thì ta sinh ở phía sau thằng thủ tục xử lý này nó sinh ra được cái hoán vị kế tiếp, ví dụ như thầy thu được thằng 1 2 3 4 thầy lưu vào đây. Khi thầy thu được cấu hình là 1 3 2 thì thầy lại cấp phát thêm một phần tử mới. Sau đó thầy lại lưu cấu hình kế tiếp ở đây. Ví dụ như đây thầy thu được là 1 2 4 3 chẳng hạn. Đấy. Và cái quá trình này cứ chạy đi chạy lại, chạy đi chạy lại thì ta sẽ thu được các cái cấu hình tiếp theo. Ta thu được các cái cấu hình tiếp theo. Và với mỗi cấu hình như vậy thì với mỗi cấu hình như vậy thì ta sau khi lưu xong thì ta thu được một cái mảng có kích thước là n nhân n. Cái đặc điểm hay của cái bài toán này đó là khi mà số lượng phần tử cao quá
thì dẫn đến cái bản thân cái mảng này nó chỉ chứa các số nằm trong phạm vi từ 1 cho đến 8 thôi, nhưng mà nó có khoảng tầm 5.000 bình phương đấy, 5.000 bình phương, thì khi đó nó sẽ bị đấy, tràn kiểu dữ liệu vì không gian bộ nhớ các bạn đã đem chín chạy sẽ báo ngay có vấn đề đấy. Do đó ta sẽ phải thử tăng lên 6.000 xem máy tính chạy được không, nếu chạy được Themis chấm nó có cho giới hạn bộ nhớ hay không đấy. Vậy thì sau khi thực hiện xong cái việc trên, vậy thì thầy đã thu thủ tục xử lý của thầy đã thu được một cái mảng 2 chiều kích thước n nhân n rồi. Bây giờ thầy quay sang cái bước kế tiếp. Ở bước kế tiếp thầy duyệt qua tất cả các hàng đấy, cứ với mỗi hàng thầy duyệt qua cứ với mỗi hàng thứ y thì thầy for chạy từ hàng thứ z là từ hàng thứ y cộng 1 trở đi. Cứ với mỗi hàng như vậy thầy tính tổng hai cái ô này. Đấy. Nếu phát hiện có một cái tổng nào đó mà không phải là số nguyên tố thì thầy bay ra ngoài luôn. Đấy. Và đây, đấy. Thầy gọi x là tổng của hai cái ô của hàng trên và hàng dưới. Nó cùng cột P và nó ở hàng y và hàng z. Đấy. Nếu mà tổng của nó mà là không phải là một số nguyên tố thì ta đánh dấu nó lại và ta thoát ra ngoài. Sau thực hiện đấy thì ta nhận thấy nếu nó không vẫn không bằng à, nếu nó vẫn bằng không thì chứng tỏ tổng của nó là số nguyên tố, thì chứng tỏ ta tăng biến đếm lên một đơn vị. Ở đây đoạn này thì truy vết thì ẩn nó đi, và cái quá trình chạy xong thì ta thu được z bằng không, ta dừng lại và đưa ra kết quả. À, trong cái quá trình các bạn cài đặt thì các bạn gặp rất nhiều vấn đề. Thông thường vấn đề là mình sẽ truy cập sai vào cái địa chỉ của ô, nên các em nên sử dụng CL kết quả ra nhé, chứ đừng ấn biên dịch từng dòng thì chắc không bao giờ xong được một cái mảng 2 chiều đâu, mà ta nên CL kết quả ra để có một cái nhìn tổng quan, sau đó lúc đó ta ẩn đi trước khi nộp cần thiết thì xóa nó đi nhé. Rồi ví dụ như ở đây thầy thấy nó chạy bây giờ thì thầy xóa nó đi để cho nó gọn cái chương trình lại. Như vậy thì trên đây thì ta nhận thấy rằng thủ tục của chúng ta sẽ thực hiện duyệt qua tất cả các cấu hình đấy. Thế này là thực hiện là sinh hoán vị lưu vào cái mảng S có kích thước là n max nhân n max phần lực đấy, trong đó n max có tối đa là bằng 5050. Vậy thì làm theo cách trên thì ta đánh giá độ phức tạp của giải thuật. Độ phức tạp của giải thuật nó chính là bằng số lượng cấu hình bình phương nhé, số lượng cấu hình bình phương. Và đây các em nhận thấy số lượng cấu hình bình phương của một cái số lượng cấu hình bình phương của một cái hoán vị của một số ấy, nó nhiều vô kể, nên khi tiếp cận những cái bài mà nó bị gọi là gì nhỉ, bùng nổ về về nghiệm ấy, tức là cái số nghiệm nó quá lớn mà với mỗi số nghiệm nó ta phải xử lý nó nhiều, thì khi đó nó đòi hỏi là không gian bộ nhớ. Khi đó giải thuật tối ưu không nói lên vấn đề gì nữa, bởi vì khi đó nó bị quá nhiều cái nghiệm và việc xử lý nghiệm đấy dẫn đến nó bị nhìn thấy người đấy rồi. Thì việc xử lý nghiệm của nó sẽ hiện là không có giá trị nữa, bởi vì bản thân nó đã tràn bộ nhớ rồi thì nó giống như là một cái server bị đẩy ra ngoài ấy, giống như bị tấn công đi đốt ấy, bị từ chối dịch vụ ấy. Thì khi đó ta có giải thuật tốt mấy đi vào thì bản thân nó đã bị tràn bộ nhớ. Thì vậy thì thông thường thì trong giờ thi các bạn sẽ cài đặt được theo giải thuật này, và trên giải thuật này thì khi ta tính toán độ phức tạp của giải thuật thì ta nhận thấy nên ta thu được tất cả các cấu hình. Vậy thì cấu hình nó lưu vào trong cái mảng S này, mảng S này dùng để lưu cấu hình, lưu các cấu hình. Và trên thực tế là nó lưu n giai thừa cấu hình khá mạnh. Vậy thì khi mà tới tới thời điểm này ta đã có thể tin chắc là thầy và các bạn hoàn toàn có thể cài đặt được theo cái nghệ thuật này nhé. Sau khi ta rồi về cái kế tiếp ta quay trở lại cái sắc tăng thứ hai. Như vậy sắc tăng một đã xong nhé, cứ với mỗi giá trị của n ở đâu nhỉ, đây
cứ với mỗi giá trị của n thì ta gọi sáng tác một. Với cái sáng tác hai thì trong giờ thi nếu mới gặp một cái bài ở mức độ cao ấy mà không làm được thì thành cứ giữ nguyên cái sáng tác một để nộp bài, không cần phải cải tiến làm gì. Bởi lẽ đi thi mình mà mình đã đạt được điểm cái tầm đấy rồi thì mình cũng chắc chắn khoảng tầm 14, 15, 16 rồi. Tầm đấy là cũng là một vị trí an toàn trong một kỳ thi. Tầm vị trí 11, 12 thì không an toàn lắm, nhưng vị trí 15, 16 là an toàn. Và khi đó rất nhiều cao thủ hy sinh ở ngay bài này, không những họ không được sắp một mà người ta mất điểm do người ta làm sắp hạ sắp hai, người ta không gọi sắp một nhé. Như vậy thì khi nhập dữ liệu này với dữ kiện của đề bài thì ta sẽ phải gọi sắp một trong trường hợp như ở đề bài đây, như ở đề bài là người ta có nếu t nhỏ hơn 10 và n nhỏ thua 7, vậy thì mình phải đọc tất cả lưu vào trong một mảng. Ta thu được t, thu được n, r max là số là cái thằng n lớn nhất, nếu thằng r max nhỏ hơn 7, nhỏ hơn hoặc bằng 7 thì các em gọi sắp tăng một, thế là ngon rồi. Còn gọi bừa với sắp tăng hai chắc chắn là không điểm, bởi vì sắp tăng hai test nó to như thế thì chạy phát nó tràn bộ nhớ eo luôn. Vậy thì thầy trò mình sẽ sang sắp tăng hai. Ở sắp tăng hai thì ta nhận thấy n của ta bằng 8 giai thừa, vậy thì tới đây thì ta có câu 8 đây, khi lại ta thử 8 giai thừa, còn 7 giai thừa của nó bé xíu, 7 giai thừa bằng 5040 mà. Vậy thì mình khai báo một cái mảng 5050 là quá ngon rồi. Vậy thì bây giờ ta sẽ sang cái kế tiếp nữa là thằng với n bằng 10√8. Ta quay trở lại như khi nãy ta đang phân tích là với n bằng 10√8 thì ta có 8 giai thừa, nó sẽ là bằng từng này. Nếu ta form vậy thì với bằng từng này thì bản thân khi mà các em khai báo một cái mảng hai chiều trong chi cộng cộng này, các bạn khai báo thằng n mắc bằng từng này thì ta không thể có một cái mảng hai chiều mà có lên tới tận 40.000 phần từ được, bởi vì không có cái bộ nhớ nào nó có thể chứa được một cái các bạn nhảy sang Python, các bạn sử dụng thằng lib trong Python thì như nó còn vớt sân sâu lưu trữ tẹp ra. Các bạn nhận thấy vừa rồi thầy ấn nút F9 chạy chương trình mà không thấy nó phản hồi gì. Đấy, nó báo là to length for folder of 4 byte. Đấy. Cái dữ liệu nó quá lớn. Đấy, nó có dữ liệu quá lớn cho một cái vùng bộ nhớ. Các em không thể khai báo một cái mạng mà có tên lên tới 40.000 phần tử được. Nhé. Vậy thì nó sẽ bị chết ngay chỗ này. Chết ngay từ lúc khai báo dữ liệu. Đi thi thuật toán không tối ưu thì không sao, nhưng mà nó chết từ ngay từ khai báo dữ liệu thì mình sẽ gặp khó. Và đây là một trong những cái kỹ năng trong số học người ta hay bẫy, không phải bẫy mà người ta muốn kiểm tra kỹ năng các em có biết xử lý các cái số nguyên mà khi cái số lượng phần tử của mình quá nhiều hay không. Từ đó thì mình mới bắt đầu phát sinh ra rằng cái việc lưu trữ vào một cái mảng hai chiều tại cái thời điểm này là không khả thi. Đấy, nó không khả thi bởi lẽ ta không thể khai báo được một cái mảng lên tới 40.000 phần tử, mảng hai chiều kích thước 40.000 phần tử. Vậy Vũ Huy đề xuất dùng vector, ý tưởng cũng rất tốt, tức là cứ với mỗi hàng lại put nó vào đâu đấy, ý tưởng cũng khá hay đấy. Vậy thì ta có khoảng tầm 40.000 vector và mỗi cái vector lại có một cái độ dài tương tự như vậy thì ta cũng sẽ sử dụng một cái giải pháp tương tự như vậy. Thì ta sang cái sáng tác hai. Ở sáng tác hai thì ta có một cái nhận xét có tính chất chí mạng là mình nhận thấy rằng với môi thì ta nhận thấy rằng là với ca mắc của mình là số lượng oán vị ấy, thì ta có thể lên tới 8 8 giai thừa. Đấy. Vậy thì rõ ràng cái việc lưu các phần tử đó vào một cái mảng thì không còn phù hợp nữa. Vậy thì thầy sẽ lưu các cái oán vị này vào một sâu. Đấy. Vậy thì cái việc chỗ này thì ta đặt ra câu hỏi vậy tại sao chỗ này ta lại lưu được như thế này? Các bạn hình dung nhé. Đây thầy lấy cái ví dụ là như này. Bây giờ thầy có cấu hình là 1 2 3. Đấy. Thay vì việc thầy sử dụng một cái mạng hai chiều rồi kế tiếp thầy có cấu hình là 1 3 2. Rồi giả sử thầy có một cấu hình kế tiếp nữa.
là một hai một ba. Giả sử thầy có một cái mạng 2 chiều kích thước 3 x 3 này, như vậy thì thay vì việc thầy sử dụng một cái mạng 2 chiều kích thước 3 x 3 thì thầy nối cái thằng này thầy lưu vào thành một sâu là 1 2 3. Tại sao thầy được phép lưu vào? Bởi vì n của thầy là số có một chữ số, nên khi thầy lưu nó vào một sâu, sau đó thầy lưu cái sâu này vào một cái mạng, thế là sau lưu vào một cái array of string. Đấy. Thằng này thầy lại lưu nó vào là thằng là 1 3 2, thầy lưu nó dưới dạng một số, số lưu dưới dạng sâu. Đấy. Thằng này thầy lưu là 2 1 3. Đấy. Vậy thì tí nữa thầy đề bài toán của chúng ta là quay ra là lấy sâu này cộng sâu này. Như vậy thì rõ ràng từ dưới dạng lưu thành một mạng 2 chiều, thầy lưu thành một cái mạng 1 chiều có k phần tử, mà mỗi phần tử của nó là một sâu đấy nhá. Và chỗ này Thành và Vũ Huy đã hiểu cái chỗ bản chất của việc lưu này rồi chứ. À, thầy xin chào Minh nhé. Ta đang làm cái bài toán đó, bài số 2 ở trong cái đề thầy đã gửi với cái sắp tắt 2. Như vậy thì với k với n bằng 10^8 thì cái mảng 2 chiều khoảng tầm 40.000 phần tử này thì lưu thoải mái. Thằng sơ trinh này ta lưu một cái mảng 1 chiều có 40.000 phần tử, hoàn toàn chấp nhận. 100.000 phần tử mình đang khai báo được thì nói gì 40.000 phần tử. Tuy nhiên thì với kiểu dữ liệu sâu thì 40.000 phần tử hoàn toàn chấp nhận được nhé. Nói đến 100.000 phần tử kiểu sâu thì nó cũng bị tràn. Và ở đây thì thầy cũng có thể minh họa luôn cho các bạn quan sát. Khi các bạn khai báo một cái bản sơ trinh, chỗ này nở mắt để cho các bạn là 50 50 nó chạy bình thường nhé. Bây giờ thầy khai báo một cái mạng T có tối đa là 100.000 phần tử thôi chẳng hạn. Đấy, trong đó T là mạng string. Thì khi đó các bạn quan sát và chạy chương trình. Đấy. Ủa? Có sọc sọc và reopen được không mà sao nó lại chờ chờ thầy thế này? Nó có thể không sọc sọc và reopen nhé, nhưng mà nó lại thầy các bạn thấy nhé, ngay từ lúc biên dịch chương trình nó đã không biên dịch được rồi. Bởi lẽ khi các bạn sử dụng một thằng string mà có lên tới 100.000 một cái mảng mà có tới khoảng tầm 100.000 sâu ở trong dữ liệu cộng, thì ở đây nó cũng đã quên, ở đây không phải, ở đây thì chưa chưa tạo cái input nên nó chạy, khi chạy nó không sinh ra được hoán vị. Thì cái của thầy đang đề cập đến ở đây là việc cải tiến của mình từ việc lưu từ một cái mạng 2 chiều để lưu tất cả các cái hoán vị. Đấy, được rồi, à, quên. Đây, việc ta sử dụng một cái mạng 2 chiều để lưu tất cả các cái hoán vị ấy, là nó bị giới hạn về bộ nhớ mạng 2 chiều. Vậy thì với mỗi thằng này thầy nối nó vào thành một sâu, và thầy sẽ thay vì việc lưu một dãy số thì thầy sẽ lưu nó dưới dạng một sâu. Đấy, các bạn hiểu bản chất xử lý chỗ này rồi đúng không? Đấy, thầy lưu nó vào sâu. Vậy thì sau khi lưu xong rồi thì công việc của chúng ta lặp lại giống như cái kia, nhưng mà ta chỉ khác mỗi xử lý sâu thôi. Ta duyệt với mỗi cấu hình, bởi vì từ như vậy thì ta cho một cái mảng S là một mảng kiểu sâu. Hãy chọn ra, hãy đếm số cặp A, SI cộng SG mà tất cả các ký tự thứ y lần lượt của 2 cái sâu này cộng lại với nhau là số nguyên tố. Đấy. Vậy thì ở đây thì thầy nhận thấy là đây, ta duyệt qua tất cả các cấu hình thì lấy thằng này cộng thằng này ta trừ đi 48 thì nó sẽ thực tế nó là thằng này trừ 48 cộng với thằng này trừ 48. Đấy. Thì nó sẽ thu được là cái số bản chất của nó là lấy 2 thằng này trừ cho nhau. Nó phải là như này, 2 thằng này chứ. Đối cái câu lệnh trừ 48 của mình cũng giống như trừ ký tự không ấy, là để lấy giá trị của cái số đấy, ta chuyển từ ký tự số sang từ làm một ký tự sang thành số, bởi vì số 48 là số thứ tự của ký tự không trong bảng mã ASCII. Đấy. Như vậy thì ở chỗ này ta quay về là ta thực hiện là đang là xử lý sâu nhé. Đấy, rõ ràng ta đang sống ở trong một cái bài toán sinh hoán vị, là một trong những bài toán trong lớp bài toán liệt kê, bài toán đếm bằng phương pháp sinh quay lui để liệt kê, mà tự nhiên ta quay sang một cái bài toán về xử lý sâu ở bên trong đó.
mà nó làm thay đổi luôn cái việc lưu trữ dữ liệu của mình, nó thay đổi về bản chất. Và việc thay đổi về bản chất dẫn đến là cái không gian bộ nhớ nó chứa được nhiều cấu hình hơn, nó có thể chứa được lên tới khoảng 10 mũ 8 cấu hình, à khoảng 8 giai từ cấu hình. Đấy, và cái kỹ thuật cầm cờ đây ta vẫn nhận thấy rằng việc kiểm tra tính nguyên tố của nó, như khi nãy ta chia sẻ, ta nên sử dụng cái mảng lưu trạng thái các số nguyên tố lưu sẵn đi nha. Yeah. Vậy ở trên đây là cái ý tưởng của cái cách thứ hai. À, trong bài thi thì khi mà ta chưa từng tiếp cận với cái cách xử lý như thế này, thì thông thường thì trong giờ thi cái ít thí sinh mà có thể để nghĩ đến được rằng thay tức là mình không phát hiện ra được rằng là thuật toán của mình có tối ưu hay không. Như Vũ Huy nói bảo đẩy vào vector cũng được. Đấy. Nhưng mà lưu ý rằng mỗi vector đó chứa cả một chuỗi nhé. Mỗi phần tử của vector ấy là nó chứa cả chuỗi luôn. Do đó về bản chất của nó ta vẫn sử dụng sâu. Đây, cái bài này thì Thành và các bạn để nhận thấy ta sẽ giải quyết theo hướng đấy. Rồi, các bạn chờ thêm 1 giây. Rồi, kế tiếp thì ta nhận thấy rằng giải thuật của mình đã full điểm được với cái sắp tác thứ hai. Tức là như vậy, ta thấy rằng nếu đọc dữ liệu có Rmax nhỏ hơn và bằng 8 mà T nhỏ hơn và bằng 2 thì các em sẽ gọi sắp tác 2 nhé. Nếu Rmax của ta, Rmax là cái thằng N lớn nhất ấy, là thầy hay gọi giá trị lớn nhất của mảng ấy, mà nhỏ hơn 7 và T nhỏ hơn bằng 10 thì ta gọi sắp tác 1. Đấy, còn lại ta gọi sắp tác 3. Sắp tác 3 nhìn thấy T bằng 10 mũ 6, N bằng 10 mũ 8 thì ta nghĩ là thôi về đi ngủ cho nó nhanh, đúng không? Nhưng nó vẫn có cách làm. Vậy thì ta nhận thấy khi N nhỏ bằng 10 mũ 8 thì số lượng cấu hình của nó tương đương hơn khoảng tầm 8 giai thừa. Đấy, ta lưu bằng sâu ta xử lý được rồi, ok. Và độ phức tạp của nó tương ứng với khoảng tầm bằng 8 giai thừa. Tuy nhiên khi t bằng 10 mũ 6 mà nhân với cái số lượng cấu hình của 8 giai thừa bình phương ấy, thì khi đó là giải thuật của ta bị quá thời gian do bởi cái ta bằng for t này. Vậy từ đó thì ta mới đề xuất ra cái từ thì xử lý qua thằng này. Cái chỗ lưu các phần tử trên mạng thì ta lưu ý đây sắp tập 1, sắp tập 2 là mình. Đây, đây tổ chức sắp tập 2. Ở cái sắp tập 2 bây giờ ta sẽ thực hiện là lưu luôn các phần tử lần lượt với mỗi cái phần tử trong một cái hoán vị đấy, các tu string để ta đẩy nó sang sâu. Đấy, sau đó ta nối vào số tạm, sau đó cấp phát một phần tử mới, ta cho mạng S trừ cấu hình, ta đẩy cái thằng sâu tạm này vào. Đấy, trong quá trình thì thấy thiếu thiếu thì phải xem ra để xem nó thiếu thằng nào để cho biết được nó thiếu thằng nào thì mới kiểm soát được, nên thầy rất hay hướng dẫn các bạn là cứ xem chỗ kết quả mà mình đang nghi ngờ ra. Đấy. Rồi như vậy thì ta có lần lượt sinh ra các hoán vị sẽ lưu vào trong mảng một chiều, mảng S kiểu string. Sau đó ở chương trình chính thì ta vẫn thực hiện là với một cấu hình thì ta sẽ thực hiện, đây là cái đoạn này là sinh hoán vị lưu vào string nhé, có tối đa cỡ tầm 5.000 phần tử, 50 phần tử. Đấy. Nó lưu vào cái mảng rẻ mảng S này. Đấy, như vậy sau khi link sinh xong thì giống như ta phân tích đấy, cứ với mỗi ký tự thì ta từng cặp ký tự nhé, nhớ rằng nó cùng cột P nhé, ta duyệt từ cột 1, từ cột 0 cho đến cột N chữ 1, thì bởi vì sự ký tự trong sâu nó đánh số thứ tự từ 0 mà trong đó, thì ta bởi vì ta biết chắc chắn nó có N, cái số này có độ dài là bằng N, bởi vì nó được đánh số thứ tự từ 0 đến 1, bởi vì khi sinh một cái hoán vị của các số nhỏ hơn
hoặc bằng 8 thì nó chỉ bao gồm các chữ số có một chữ số, và khi nối với nhau thì độ dài của nó chắc chắn bằng n. Đấy. Thế thì nhận xét khá hay trong giờ thi mà mình phát hiện ra được. Và khi đó thì ta duyệt từ đầu sâu cho đến cuối sâu, và ta sẽ thực hiện là tính tổng của hai cái số đó. Nếu tổng này không phải là số nguyên tố thì ta đánh P bằng 1. Sau đó ta break ra ngoài. Nếu P vẫn bằng 0 thì ta đưa kết quả ra. Đấy, đấy thì bỏ này ra thì chúc bạn này như dễ. Vậy qua đây thì ta nhận thấy rằng cái sắp tăng 2 của chúng ta cũng khá dễ cài đặt. Nếu ta phát hiện ra rằng thay vì việc lưu trữ trên bảng hai chiều, chúng ta nên lưu trữ nó thành kiểu sâu, bằng cái ghép nó lại trên một sâu, tư tưởng ghép lại trên sâu và duyệt. Đấy, và cái việc kiểm tra tính nguyên tố nhớ đừng sử dụng hàm kiểm tra tính nguyên tố nhé, bởi vì cái số này ta chỉ có vài chữ số đấy. Tổng của hai số ta nhận thấy rằng cái số lớn nhất nó bằng 9, thì 9 cộng 9 bằng 18. Do đó ta chuẩn bị sẵn luôn cái mảng nằm trong phạm vi từ 0 đến 18. Thực tế nó là từ 0 đến 17 thôi, nhưng mà do số 18 mình vẫn phải kiểm tra nên mình vẫn đặt lên luôn thằng F18. Nên ở đây tại sao nó bằng 8? Bởi vì với hoán vị thứ nhất là ví dụ như 1 2 3 4 5 6 7 8 9, hoán vị thứ hai là 9 8 7 6 5 4 3 2 1, hoặc là cũng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 chẳng hạn, thì ta thấy rằng là thằng 8 cộng 9 bằng 17, tối đa nó 17. Ở đây thầy hào phóng đây, phần tử thứ 17 nó là thằng này. Thằng nó 18 bởi vì ký tự đầu tiên nó là ký tự không. Đấy, như vậy thì cái sắp tăng 2 mình tổ chức nó thành một cái đoạn như trên. Vậy thì khi đi thi Thành thì sẽ xử lý thế nào với bài toán này? Thì ở đây thầy cũng chia sẻ kinh nghiệm luôn. Sau khi em làm xong cái sắp tác thứ nhất là chắc chắn có điểm rồi. Em chạy với một số các bộ test kích thước bé thì nó đúng rồi và chứng minh được rằng kết nó đã đúng. Thì khi đó mình lưu bài này lại, em close project này lại. Em copy toàn bộ chương trình này, sau đó em new project, em đặt tên là cũng là bài đấy nhưng mà ghi chữ sắp tăng 2. Chứ đừng tuyệt đối không cải tiến với bài tập mà bị thay đổi dạng hẳn như thế này. Thì ta không không cải tiến nó nhé. Thực tế thì mình có hoàn toàn có thể cải tiến nó ở trong chương trình chính cũng được. Nhưng mà thông thường với những cái bài tập ở mức độ cao như thế này là mình cải tiến không được. Có một việc hơi buồn thầy nhé, cả Minh và Huy nhận thấy khi mức độ nó cao như thế này thông thường mình không cải tiến được, bởi vì các đề các thầy chuyên gia ra nó cài cả mác lắm, trừ trường hợp một cái đề người ta đi sao chép ở đâu ra, chứ còn với những cái đề mà các chuyên gia ra thì cái chiều sâu của chương trình nó cao lắm, chứ không có chuyện là ta cải tiến được đâu, mà ta chỉ cải tiến với, còn với những bài mà mình cải tiến được thì thằng khác nó cũng cải tiến được, thì những bài đó nó lại là những bài bình thường, nó không phân loại được cả. Rồi như vậy với sắp tăng 2 này thì Quang Minh và các bạn sẽ new một project mới đặt tên là sắp tăng 2, tên project thêm thì sắp tăng 2. Các em paste cái code này lại và các em nghĩ cái cách mà các em định trong cái khoảng thời gian còn lại. Ta lưu ý rằng nếu đi thi ta thi 180 phút. Cái số lượng thời gian nó ít lắm, 180 phút. Các bạn chia cho 3 bài thì các em chỉ có 1 tiếng làm một bài. Nếu mà các em có 180 phút mà các em chia cho 4 bài thì các em chỉ có 45 phút một bài. Với cái bài số 1 này để code à, với cái bài số 2 này các em code mất một ngày cũng không xong, để xong được sắp 1 và sắp 2. Chứ nói gì chỉ có 45 phút. Vậy thì 45 phút này chỉ đủ cho các em hiểu đề nghĩ thế nào, ra phương án quyết định, cài đặt xong một sắp tác, đóng gói ngon luôn. Đó là cái vấn đề đang ở mức độ khó, còn cái mức độ cấp tỉnh hoặc là mức độ bình thường thì thầy không không nói nhé. Bởi vì cái chiến lược của chúng ta để dành thời gian làm câu khác. Và với cái thời gian này như thế mình cố nên cái chiến lược ta đang làm gọi là cố gắng ăn được càng nhiều sắp tác càng tốt, càng nhiều đoạn code chương trình càng tốt. Rồi, vậy thì với cái đoạn như trên thì chúng ta đã giải quyết được bài toán một cách khá gọn nhẹ. Vậy thì ta quay ra tới cái sắp tăng 3. Thông thường thì đi thi thì cái sắp tăng 3 thì rất ít các bạn nhìn thấy được cái sắp tăng 3 này. Cái sắp tăng 3 của ta T đúng tận 10 mũ 6 câu hình, N 10 mũ 8. Khai báo dữ liệu chạy xong cái TLE cho khoảng tầm 200 bộ test là nó đã bị tràn kiểu dữ liệu rồi. À quên, tràn quá thời gian rồi. Bởi vì 200 nhân với 8 giải thừa bình phương nó quá cao. Không biết được. Thầy nói thì các bạn không tin, nhưng tốt nhất thì thầy cứ đấy.
tám giai thừa, không biết tám giai thừa này gọi chỗ nào. Để không biết sử dụng cái bài à không. Thầy đang tính nha, xem tám giai thừa nó bằng mấy, không biết gọi trực tiếp vào đây được không. Không được, mấy cái bên mấy cái lưỡi tư này thôi, thì gõ hoàn chỉnh viên gì gõ luôn cho nó nhanh. À quên, chỉ chuyển lên ghi 8 giai thừa nhân với 300 nhân với 8 giai thừa thì còn bao nhiêu, thì nó sẽ tính được bằng từ này. À, các bạn nhìn thấy nhá, đây là từ đây là một đơn vị là 700.000, là tới đây 1.000.000 này đấy, tới đây này, tới đây như vậy là nó vượt. À, quả đây có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 chữ số. Với 12 chữ số cứ cho là 10 mũ 11. Vậy thì giải thuật của mình bị quá thời gian, bởi vì máy tính của thầy Thành chấm điểm một lên tới 10 mũ 6 thôi. Đấy. Vậy thì với cái cách như này thì ta nhận thấy việc khó khăn nhất của mình là trong giờ thi rất khó phát hiện ra được cái tính chất này, mà mình thường sẽ bỏ qua. Và tốt nhất ta nên bỏ qua nó. Bởi lẽ nếu mà nghĩ được nó thì ta mất 45 phút, cài đặt thành công của nó mất 45 phút nữa. Tức là ta bỏ thời gian không làm các câu khác. Mà trong khi đó nó chỉ có 20% điểm. Thôi nhảy sang bên này ăn ngay sắp tác 1 kiếm ngay 80% điểm, đúng không? Hoặc nhảy sang bên sắp tác trên, cái bài trên thì cốt phát thì chắc chắn là ăn full điểm rồi. Vậy thì ta sẽ nghĩ ngay đến việc là bỏ, không làm nữa. Tất nhiên bây giờ mình đang là giai đoạn luyện tập, bỏ thì không bỏ được. Vậy thì ta nhận thấy như sau. Do n bằng 8 ấy, giờ nó bóc bằng 8 nên thì ta sẽ có tối đa là 8 giai thừa cấu hình. Mà 8 giai thừa cấu hình thì mỗi lần ta xét duyệt các cái cấu hình ấy, thì ta sẽ đây thực hiện duyệt duyệt thì ta sẽ mất là 8 nhân 8 nhân 8 nhân 8 thì nó mất khoảng tầm 20 triệu, 24 triệu phép tính. Đấy. Hai sao lại 8 nhân 8 nhân 8 nhỉ? Nó sẽ là 8 giai thừa nhân 8 giai thừa nhân 8 giai thừa chứ. Đúng rồi. Chắc khoảng đấy, khoảng tầm 20 triệu phép tính. Thì như vậy thì nó sẽ bị quá thời gian, bởi vì bản thân cái thằng 10 mũ 6 này nó mà nhân lên phát thì nó bay màu luôn. Vì do đó cái trong cái sắp tác 1, sắp tác 2 khi số lượng test nó tăng lên thì chắc chắn nó bị cháy qua quá thời gian thực hiện và nó quá không gian lưu trữ. Vậy thì cái câu này thì các bạn mở cho các bạn xem một cái hướng mới. Trước đây ta thường tối ưu thuật toán. Ta tối ưu thuật toán bằng cách cải tiến. Ví dụ các bạn đang quay lui thì quay sang làm bằng quy hệ động. Quy hệ động thì vừa sort vừa chặt vừa tìm kiếm nhị phân. Hoặc là ta sau đó ta lại quay sang sử dụng cấu trúc dữ liệu. Nhưng ta thấy rằng là việc thay đổi như thế nó có làm cho giải thuật toán của mình giảm đi trên cấu trúc dữ liệu đấy. Vậy thì rõ ràng việc ứng dụng cấu trúc dữ liệu vào trong đó việc quyết định thay vì việc lưu trữ dữ liệu kiểu bình thường thì các em hoàn toàn có thể được phép chọn những kiểu dữ liệu khác và ta mới đưa ra được những cái nhận định. Vậy thì với cái giới hạn đề bài này thì sắp tăng 1, sắp tăng 2 đều bay bay màu, tức là ta không có cơ hội đạt được 20% điểm của bài. Bài 24 mất 1,4 điểm, thôi mình lấy 16 điểm cũng được, bỏ qua cơ sắp tăng này. Vậy thì tất nhiên thì ta vẫn có thể cải tiến được nó như sau. Và khi ta sử dụng cái sắp tăng 2 ấy, chạy với các cái giá trị n thuộc các trong cái giá trị phạm vi từ 2 cho đến 8 thì rõ ràng cái sắp tăng 2 của mình nó có thể chạy được với t đây trong sắp tăng 2 của mình. T bây giờ t mình cho bằng 1 nhá, n mình cho bằng 1, n cho bằng 2, n bằng 3, n bằng 4, n bằng 5, n bằng 6, n bằng 7, n bằng 8, chạy lần lượt từng một. Cứ với 8 lần với bộ số lượng bộ test là chỉ một test thôi và giá trị n là lần lượt tăng từ 1 đến 8 thì ta sẽ thu được kết quả của bài toán là số bộ dữ liệu thỏa mãn, đó chính là đấy, thu được số bộ dữ liệu thỏa mãn. Mà ta nhận thấy rằng nếu với n bằng 2 thì số lượng hoán vị có tổng, số cặp hoán vị có tổng là số nguyên tố là 1, với n bằng 3 thì số cặp là bằng 3, với n bằng 4 thì nó sẽ có 48 cấu hình, n bằng 5 thì nó sẽ bằng 60, n bằng 6 nó bằng từng này.
n bằng 7 nó bằng từng này, n bằng 8 nó bằng từng này. Như vậy thì ta hoàn toàn có thể lưu các cái giá trị này vào một mảng một chiều, đúng không? Vào một cái mảng một chiều ta tạm gọi là mảng hằng. Đấy. Và với như vậy thì với mỗi truy vấn ta có 10 mũ 6 truy vấn, và mỗi truy vấn ta chỉ trả về độ phức tạp là O1. Đấy. Thì bài toán của chúng ta đã đưa ra được kết quả trong không gian O1. Vậy thì ý tưởng của cái bài toán này nó tại sao nó phát hiện ra như vậy? Thì ở đây trong quá trình lập trình thì người ta đưa ra một cái kỹ năng rất hay. Cho em để dùng đấy lại. Người ta kỹ năng rất hay đó là người ta sử dụng một cái giải thuật tệ nhất mà mình đã từng cài đặt được trước đó, chạy lần lượt với các cái bộ nghiệm trong không gian giới hạn của đề bài. Sau đó ta thu được các kết quả là xác định. Với các kết quả là xác định đấy, luật và các bạn có thể nhé, luật và các bạn có thể lưu trữ nó vào một mảng hằng. Vậy thì với mỗi truy vấn ta chỉ việc lấy giá trị trên mảng đó ra. Có khi mình chạy cái sắp tác hai này này, mình chạy sắp tác hai này, ví dụ có những test nó thể chạy lên tới 10 giây, kệ nó, miễn nó không chạy xin lỗi là được. Các bạn cứ chạy xong cái các bạn chống cằm nắm cờ rút bàn bên cạnh, nắm cờ rút bàn bên kia, cứ ngồi ngắm thoải mái mất khoảng vài giây. Các bạn chạy dữ liệu cứ tăng dần chứ đừng đừng tăng bù phát. Chạy n bằng 8 4 ok, xong chạy n bằng 20 là eo ngay. Bởi vì dữ kiện đề bài người ta chỉ có cho nhỏ bằng 8 thôi. Mình thử từng giá trị một. Đến khi n bằng 8 các bạn chạy hết khoảng tầm 20 giây với cái sắp tác 2 chẳng hạn. Hoặc là chạy hết mất có khoảng tầm 1,5 giây hoặc là dưới 1 giây, kệ nó. Bởi vì sắp tác 2 của mình chạy được với n nhỏ bằng 8 và số lượng test nhỏ hơn 2 mà. Nên với n nằm trong phạm vi từ 2 đến 8, với chỉ có một test thì nó chạy bù phát ra kết quả ngay, và các em sẽ lưu nó vào mảng hằng. Và khi các em lưu nó vào mảng hằng thì ta thấy là quên thấy đã gửi vào trong trong. Khi các em lưu nó vào trong mảng hằng rồi thì việc truy cập vào phần tử đó nó rất hay. Vậy thì từ cái vi sắp tác 3 này thì các bạn nhận thấy rằng nhìn vào giới hạn đề bài mình có thể dự đoán ngay là bài này kiểu gì cũng phải nghĩ đến mảng hằng. Mà nghĩ đến mảng hằng thì không có cách nào khác, đó là mình thử các giá trị của n nằm trong từ từ một cho tới cái giới hạn cuối của cái test này. Đấy nhá, cái cách để phát hiện ra nhé. Khi cái thằng này nó quá lớn thì khi đó mình lấy một cái sắp tác ở bên trên này này, mình chạy lần lượt các giá trị của n thì chắc chắn mình sẽ thu được kết quả là một mảng hằng. Với nhiều bài toán thì mảng hằng nó số lượng phần tử có thể nó lên tới 3 đến 400 phần tử. Có khi nó chỉ là có khoảng tầm 70, có bài thầy nhớ có bài nó có 82 phần tử nhưng vẫn phải lưu nó ra mảng hằng. Vì 82 phần tử nhân 10 mũ 6 vẫn chạy được, đúng không? 82 nhân 10 mũ 6 chạy ngon. Từ đây 82 nhân 10 mũ 5 thôi, nhưng máy bình thường thì 82 mũ 6 cũng chạy được. Vậy thì tới đây Thành nhận thấy ta hoàn toàn có thể giải quyết được cái bài toán này bằng cách phát hiện ra cái tính chất số học ở trong bài toán. Tính chất số học ở trong bài toán ở đây, thứ nhất là với n như thế này thì nó sẽ thu được cấu hình. Vậy thì mình đề bảo như thế nào ta làm đúng như thế, cài đặt thật nhanh. Khoan đã, tư tưởng đến những thằng này với những cái bài mà có tầm giới hạn, cái giới hạn đây người ta cho bằng n bằng 1.000, 10 mũ 3, 10 mũ 4 ấy, thì đó là những bài dễ. Những cái bài nào mà đề người ta cho số 32 này, 17 này, 8, 9 này, đấy là những cái bài nó cực kỳ khoai. Vậy thì thông thường sắp tăng 1 nó sẽ dành cho thí sinh đề bảo như thế nào thì làm như thế đấy. Mà chắc chắn thầy tin chạy, tin tưởng chắc chắn Thành và Vũ Huy, Quang Minh chạy đâu mà hoàn toàn có thể làm được. Sau đó mình mới chạy thử với n bằng 8 xem nó bị tràn như thế nào. Thì mình mới phát hiện ra là nó bị tràn ở ngay chỗ mảng hai chiều. Vậy thì khi đó mình phải nhanh chóng nghĩ rằng nếu không lưu trữ trên mảng hai chiều thì mình hoàn toàn có thể nối nó lại để lưu nó sang mảng một chiều, à sang một cái mảng một chiều kiểu sâu đấy. Và khi đó mình không bị giới hạn về bộ nhớ nữa, bởi vì khi mà lưu trên sâu khoảng tầm hơn 6.000 phần tử, 5.050 phần tử thì hoàn toàn có số lượng cấu hình đó ta hoàn toàn có thể lưu được, khoảng tầm 5.050 bình phương lên nó vẫn có thể lưu được trên mảng chỉ kiểu sâu. Sau đó thì ta nhìn cái giới hạn đề bài này như khi nãy thầy vừa nói xong, là khi nhìn giới hạn là
nhỏ bằng 10 mũ 6 thì bài này chắc chắn phải là bài mà có số lượng truy vấn bằng 10 mũ 6 hoặc là 10 mũ 5 thì bài này về cơ bản ta phải tìm được công thức O1. Và khi nghĩ tìm về công thức O1 thì người ta có một cái nghiệp vụ để tìm rất đơn giản. Đó là mình chạy cái sắp tác liền kề trên đó với các giá trị nằm trong phạm vi này thì chắc chắn sẽ thu được kết quả. Nên ví dụ như N đây người ta cho bằng là 2.000. Thì Thành sẽ bảo thế thì em nhập từ 1 đến 2.000, không khéo em thử xong đến 1 đến 2.000 thì bọn bạn nó nộp bài, nó về nhà nó lấy vợ rồi em chạy chưa xong. Nhưng không phải, khi đó mình sẽ kết hợp thực hiện một cái vòng lặp ở bên ngoài để mình chạy thử. Mà chạy này mình không phải đưa ra một giá trị để mình lưu lại, mà em for y chạy từ 1 cho đến khoảng 500. Em đừng chạy đến 2.000, sau đó chạy đến 500 nó báo lỗi, em for y chạy từ 1 đến 70. Và em phát hiện ra rằng có một số cái đoạn, ví dụ như nó chạy 1.15.30, sau đó một lúc sau nó lại có đoạn 1.15.30, tức là nó quay về mảng hằng có tính chất chu kỳ nhé. Khi em thử các giá trị này thì em thử rất nhiều các khoảng, và thay vì việc đưa từng giá trị ra thì em for cả khoảng đó để em đưa ra để xem dây này có tính chất chu kỳ hay không. Nếu nó có tính chất chu kỳ thì ta băm lấy cái giá trị cận cuối này cắt cho cái chu kỳ đấy, thì các em sẽ tìm được với mỗi giá trị n đó là phần tử nào đấy. Như vậy thì cái đoạn này nó rơi vào kỹ năng sử dụng mảng hằng. À, cho ngày xưa đợt ngày trước thì thầy cũng đã từng dạy Quang Minh cái bài có tính chất mảng hằng tương tự, nhưng nó cũng chưa đến tầm như thế này. Nhưng hôm nay thầy hướng dẫn Thành ở phần này rồi, thầy tin chắc em sẽ có một cái tư duy, đó là với những bài có mảng hằng thì sử dụng các sắp tác bên trên để mò công thức nhé. Mò công thức thì có hai loại: nếu giới hạn nó bé thì lưu hẳn vào mảng hằng, nếu giới hạn nó to thì em for một đoạn ngắn ngắn một, em có thể cho n bằng 30 vẫn chạy được, n tăng bằng 70 vẫn chạy được, tìm xong cái dãy kết quả nó CL ra có tính chất lặp lại hay không. Đấy. Thông thường với T mà to mà N cũng to ấy, thì chứng tỏ nó là thuộc bài toán chu kỳ. Còn nếu mà T T to mà N bé thì nó lại bài toán lưu mảng hằng bình thường ấy. Còn chu kỳ kia thì ta cũng lưu mỗi cái mảng chu kỳ thôi. Là bắt đầu từ vị trí này đến vị trí này, sau đó lại nó lại quay lại vị trí đầu. Rồi như vậy thầy trò mình đã giải quyết được cái bài toán cái sắp tác này. Thế thời gian khác thì Thành hãy cài đặt bài toán này thành công nhé. Hãy cố gắng cài đặt thành công cả ba sắp tác nhé. Vậy thì sắp tác ba của mình nhạt quá. Cốt cơ sắp tác ba đấy thầy thầy đấy không nghĩ ra thì thôi, nghĩ ra rồi nghĩ nó tức, nghĩ tức đúng không, nó ấy quá, nó nhạt quá đấy. Cái sắp tác ba chỉ có 4 5 dòng, nó giống như cái bài tập mảng một chiều, cho một mảng hãy viết mảng đấy ra, còn làm sao có được mảng đấy thì là do tư duy phân tích của thầy trò mình có được. Và sau này có rất nhiều các lớp bài toán số học nâng cao ở tầm đội tuyển thì nó sẽ là đội tuyển cấp cao, nó có giải như thế này, tuy nhiên ở mức độ cấp tỉnh thì cũng chưa đến đâu. Rồi bây giờ còn khoảng thời gian còn lại thầy trò mình sẽ cố gắng đánh bài này. Bài này thì khi đọc đề, bây giờ thầy Quang Minh và Vũ Huy đọc nhanh cái bài số 3 này nhé. Gửi cái code của cái sắp tắc 3 trong kia để Vũ Huy còn tải xuống. Ở cái bài này thì nó kết hợp của một số các bài toán. Cái dãy Lucas này về bản chất của nó anh em họ hàng nhà dãy Fibonacci. Đấy, nó là bằng tổng hai số đứng liền trước đứng nó đứng lại. Nếu như dãy Fibonacci là dãy có L1 bằng 1, L2 bằng 1 thì dãy Lucas thì nó lại là L1 bằng 1, L2 bằng 3. Vậy thế thôi. Và đã đề cập đến số Fibonacci thì các bạn nhận thấy rằng số Fibonacci tăng lên rất nhanh. Trong vòng 92 phần tử đầu tiên thì giá trị của nó đã nhỏ hơn hoặc bằng 10 mũ 18. Bắt đầu từ số 93 trở đi nó đã vượt qua 10 mũ 18. Do đó các em có thể for y chạy từ 1 đến 100, gắn LI bằng LI trừ 1 cộng LI trừ 2, các em xe ao thằng LI ra với LI khai báo là kiểu log log. Thì khi đấy ta nhận thấy rằng số lượng số Lucas nhỏ hơn mà có kiểu dữ liệu nhỏ hơn bằng 10 mũ 18 ấy, nó chỉ có vài chục phần tử thôi, số lượng nó rất ít. Đó, một cái gợi ý thứ nhất. Đối với các bài tập về dãy Fibonacci và dãy các cái loại dãy có tính chất tổng của hai thằng kế tiếp thì
kích thước dữ liệu của nó rất lớn. À không phải, tức là cái tốc độ tăng của nó tăng rất nhanh. Vì tốc độ tăng rất nhanh nên trong cái không gian 10^8, 10^18 của kiểu log log ấy, thì nó chỉ có vài chục phần tử thôi. Mà không lý do gì ta không lưu vài chục phần tử đó vào sẵn trong một mảng hàm để xử lý cho nó dễ dàng. Đó là cái tính chất thứ nhất, dãy Lucas và dãy Fibonacci nhé, đều có cái tính chất đấy. Ví dụ như lần trước khi mà dạy Quang Minh từ cũng lâu lâu rồi, từ năm ngoái năm kia, từ lớp dạy với anh kia đấy, thì có một cái bài toán là cho số nguyên dương cho số nguyên dương đâu gì nhỉ, hãy đếm số lượng số Fibonacci vừa là số Fibonacci vừa là số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng P. Đấy. Vừa là số Fibonacci vừa là số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng P. Vậy thì ở đây P người ta cho 10 mũ 9. Vậy thì chỉ mình liệt kê tất cả các số Fibonacci nhỏ hơn 10 mũ 9 có được vài chục số, chắc 4 50 số gì đấy. Sau đó ta kiểm tra tính nguyên tố của các số này, thế là sao? Còn thậm chí nếu mà mình cẩn thận hơn nữa thì mình kiểm tra xong rồi nó thu được mảng chỉ bao trùm gồm các số Fibonacci nguyên tố, thì với mỗi giá trị P thì ta tìm kiếm ý, ta chặt nhị phân tìm ra, ta sử dụng tìm kiếm cái vị trí mà cái thằng P xuất hiện trong cái khoảng dãy số đấy thì ta cũng có thể tìm được. Thôi hôm nào thì cho mình quay trở lại bài đấy. Bài đấy nó cũng có một cái nhận xét rất quan trọng, đó là đối với dãy số Fibonacci hay dãy Lucas trong không gian miền giá trị của kiểu dữ liệu long long nó chỉ có vài chục phần tử, dưới 100 phần tử, nên ta hoàn toàn có thể lưu các phần tử này trên mảng hàm. Ta có thể tìm kiếm nhị phân trên mảng hàm đấy, ta có thể tìm kiếm chặt nhị phân trên đó, ta có thể làm bất cứ những cái việc khác. Rồi cái thứ hai ở của bài toán này, người ta giới thiệu một cái khái niệm về tổng niêm. Tổng niêm thì hiện nay trong chương trình tin học lớp 10 của cái chuyên ngành ICT thôi chứ chưa nói là CS, các em đã được sử dụng các phép toán cộng có nhớ cộng không nhớ. Ở trong đây thì tổng niêm nó là tổng của hai số nguyên không âm của phép toán cộng không nhớ. Cộng không nhớ như thế nào? Trước đây thì cộng có nhớ, ví dụ như thầy lấy hai dãy bit 1011 cộng với 101 này chẳng hạn, thì trước đây phép toán cộng có nhớ ấy, thì người ta lấy là 1 cộng 1 được 0 nhớ 1, 1 cộng 0 cộng 1 được 0 nhớ 1, 0 cộng 1 cộng 1 được 0 nhớ 1, không được 1 hạ xuống. Đấy. Vậy 011 cộng 101 thì nó ra được là số 1000. Đấy. Đây chính là số 8. 0123 đây chính là số 8. Còn đây là số 3, còn đây là số 5. Cái số này khi đổi sang hệ đếm nhị phân thập phân nó là hệ số 3, đổi sang hệ đếm thập phân nó là số 5. Cái này đổi ra hệ số thì hệ số thập phân nó là số 8 nhé. Đây gọi là cộng có nhớ. Vậy cộng không nhớ cũng với dãy số này thì người ta cộng thì như sau, được gọi là cộng không nhớ. Và các bạn nhận thấy rằng thầy trò mình đang cộng này chính là cộng kiểu sâu. Ta cộng sâu chính là bài toán xử lý các phép toán cộng số nguyên lớn đấy, mà thầy trò mình đã ôn ở hôm trước rồi. Ta có phép toán cộng số nguyên lớn, chia lấy phần dư, phép toán nhân số nguyên lớn, những cái đó ta buộc phải cài đặt được nhé, đó là kỹ thuật cơ bản học sinh cấp 2 cũng đã phải làm được rồi. Ta có một cộng một là phép toán cộng không nhớ, 1 cộng 1 được 0, không cần nhớ nhung gì hết, 1 cộng 0 được 1, 0 cộng 1 được 1. Đấy, đây là phép toán cộng không nhớ. Cái số này là 0 1 2, cái này 2 mũ 2 cộng với 2 mũ 1 là nó sẽ là số 6. Đấy, còn cái này là nó là số 8. Như vậy thì ta nhận thấy rằng phép toán cộng không nhớ với phép toán cộng có nhớ là hai phép toán phổ biến khi xử lý bit nhé. Khi xử lý bit là ta sẽ có một số các cái bài toán liên quan tới bit. Thì chỗ này Thành và các bạn này sẽ thực hiện như sau. Như vậy thì kiểu gì thì kiểu ta vẫn phải tìm được dãy Lucas. Kiểu gì thì kiểu ta vẫn phải tổ chức được một hàm tính tổng niêm. Rồi được chưa? Như vậy thì ta đã giải quyết được hai vấn đề, là sau khi đọc tới đây là ta đã thu được hai nhận định quan trọng. Nhận định thứ nhất, dãy Lucas tương tự như dãy Fibonacci, nó có tính chất tăng lên rất nhanh, thậm chí nó còn tăng nhanh hơn thằng Fibonacci, bởi vì khởi tạo nó bậc 3 mà. Thằng Fibonacci đang khởi tạo này bậc 1 nên nó tăng chậm hơn một tí. Nhưng mà với không miền không gian nghiệm là nhỏ hơn bằng 10^18 kiểu log log thì nó chỉ có vài chục phần tử thôi.
này chắc là tầm 90 phần tử khoảng đấy. Tổng niêm là phép toán cộng không nhớ, và kỹ năng phép toán cộng không nhớ về bản chất của nó là phép toán cộng hai sâu đấy, để cộng sâu N1 và cộng sâu N2, và ta cộng giống như cộng toán tiểu học, cộng từ hàng đơn vị cộng lại. Hôm nay thì ví dụ như vậy, với hai cái sâu như thế này thì ta cộng kiểu gì? Đấy. Giả sử bây giờ ta cần có nhu cầu cộng không nhớ hai cái sâu này, thì khi đó trước khi cộng sâu thì ta thấy rằng cái chỗ này nó bị rơi, muốn nó bị rơi mà không ảnh hưởng, ta nối nó vào các số không vào phía trước. Vậy ở đây ta có thao tác là thêm các ký tự không vào đầu sâu đấy, của sâu ngắn hơn, tức là chừng nào sâu N1 mà ngắn hơn sâu S2 thì nối thêm các ký tự không vào sâu N1, sau đó phía dưới chừng nào sâu S2 ngắn hơn sâu S1 thì nối các ký tự không vào sâu S2 ở phía đầu sâu S2 đấy, thì ta cân bằng sâu, sau đó ta mới tiến hành cộng sâu các em nhé, để ta thực hiện quá trình tính tổng niêm cho nó chính xác. Vậy thì ngoài ra ở đây ta nhận thấy có một cái keyword ngày xưa khi bắt đầu học lập trình, các em sẽ được cho một số nguyên dương ở hệ đếm thập phân hãy chuyển đổi nó sang hệ đếm nhị phân đấy. Như vậy thì ta có bài toán chuyển đổi cơ số. Như vậy thì trước khi để lấy số hai số này cộng với nhau không nhớ thì thầy phải đổi số 18 thành dãy nhị phân này, đổi số 29 thành dãy nhị phân này, sau đó lấy hai thằng này cộng không nhớ với nhau để thu được kết quả này. Sau đó từ kết quả này nó là số 15 trong hệ đếm thập phân, vậy thì thầy lại phải đổi thằng này sang cơ số, chuyển đổi một số nhị phân sang hệ đếm thập phân. Vậy thì tới này ta có 4 bài tập. Bài tập thứ nhất là tính dãy Lucas, bài tập thứ hai chuyển đổi từ số thập phân sang nhị phân, bài toán thứ ba là tính tổng hai sâu, bài toán thứ tư là đổi một sâu dạng nhị phân thành số ở hệ đếm thập phân đấy. Như vậy thì người ta có câu là tổng niêm của hai số này. Như vậy tới phân tích đây ta đã có được rất, như vậy cái đoạn code chương trình của mình khá dài rồi, có thể lên tới gần 100 dòng rồi. Vậy ta quay sang cái đoạn câu hỏi kế tiếp. Để quên nhé, để tap lại màn hình thế này để cho các bạn thấy khác, để hình dung dễ. Vũ Huy mà dành thời gian mà cố được cái này thì cũng khá sức bớt nhé. Vũ Huy. Không hỏi ái thôi mới cố được cái đoạn này. Rồi, bây giờ thầy clear màn hình để thầy sang cái phân tích cái yếu tố kế tiếp. Đấy. Như vậy thì tới đây thì thầy trò mình đã giải quyết được các cái vấn đề, là vấn đề thứ nhất là ta tính tổng dãy Lucas theo tính chất của số Fibonacci, bài toán thứ nhất. Bài toán thứ hai tính tổng niêm ta phải chuyển đổi từ cơ số 10 sang cơ số 2. Đấy. Bài toán thứ ba ta tính tổng của hai sâu kiểu string. Và bài toán thứ tư là lấy chuyển đổi một số từ cơ số 10 sang cơ số 2. Vậy là ta đã chốt được cái nội dung thứ nhất. Rồi nội dung thứ hai, cái chỗ này nó bị lỗi không chữ bởi vì hôm thầy gõ bằng mắt thai. Mà cái nội dung kế tiếp của ta là y cộng 1, cái này không biết có sửa được. Đấy, có sửa được cái mắt tay của thầy nó phiên bản khác như này. Đây thầy dùng là chia hết là số nguyên tố. Vũ Huy hoàn toàn được, miễn chạy ra kết quả đúng nhé. Mình có mọi mẹo, mọi phương pháp thủ tục đều không giới hạn cho cái đề thi này. Rồi cái bài toán thứ ba thì người ta lại hỏi là trong các dãy con liên tiếp, như vậy bài toán này ta quay về bài toán cho một cái dãy Lucas, có nghĩa là cho một cái mảng một chiều, hãy tìm dãy con liên tiếp thỏa mãn điều kiện, và dãy con liên tiếp này có đoạn chỉ số xy. Đấy. Thuộc đoạn là tìm, hãy tìm các dãy con liên tiếp có chỉ số thuộc đoạn xy, thì hãy tìm cái dãy con có tổng niêm là lớn nhất. Như vậy thì trong các cái tổng này thì ta thu được cái tổng này nó phải là lớn nhất, và với điều kiện xy của mình thỏa mãn cái điều kiện này. Vậy thì bây giờ là ta lại quay về bài toán,
Cho đề bài, hãy đếm, hãy tìm tất cả các số nguyên tố thỏa mãn điều kiện. Điều kiện là gì? Thứ nhất, xi là số nguyên tố. Thứ hai là x mũ y cộng 1 cộng với y y cộng 1 mũ y chia hết cho x bình với xi nhỏ m n. Đấy, cái chỗ này là một cái dữ kiện để cho các em for xi nhỏ n. Vậy thì công việc của ta là ta sẽ thử tất cả các cái giá trị x và y nhỏ hơn bằng n. Ta for x chạy từ 1 cho đến n trừ 1, for y chạy từ x cộng 1 cho tới n. Nếu nó thỏa mãn, nếu x và y là số nguyên tố và y mũ y cộng 1 cộng với y cộng 1 mũ y chia hết cho x bình thì khi đó ta thu được xi là một nghiệm. Vậy thì thầy lưu cái nghiệm đấy lại. Đấy, giả sử thầy lưu được một cái số a, số b nào đấy. Số a1, số b1, số a2, b2. Đấy, thầy lưu nó lại. Vậy thì khi lưu lại được thì thầy thu được bộ số xi rồi. Thì khi đó với mỗi bộ số xi này thì trên cái dãy Lucas ban đầu, trên cái dãy này, ví dụ như x của thầy bây giờ bằng 3, y của thầy bây giờ bằng 5, vậy thì thầy chọn các phần tử từ 3 đến 5. Đấy. Thì người ta hỏi rằng sao cho cái tổng này lớn nhất, vậy thì thầy lấy. Đấy. Vậy khi tính đến khi đó thầy sẽ phải thực hiện tính tổng tất cả các phần tử thằng này. Nếu tổng các phần tử của các thằng này thầy sau khi tính xong rồi thì thầy cập nhật với thằng Z. Nếu mà nó lớn thì nếu mà nó lớn hơn Z thì thầy cập nhật lại Z. Nhưng khi tính tổng các phần tử trên dãy Lucas này thì người ta không yêu cầu tính tổng bình thường mà người ta yêu cầu là tính tổng lim của các phần tử này. Đấy, như vậy ta lại thực hiện qua một cái việc trung gian, đó là ta phải đi tính tổng lim của một dãy số. Đấy. Đây, ta phải tính tổng lim của dãy số này. Để tính tổng lim của dãy số thì ta cũng phải chia nó ra thôi. Ta lấy thằng này cộng với thằng này, ta thu được một số mới đang ở dạng tổng lim. Sau đó ta lấy giá trị này, ta lại cộng với số này, quay ra dưới dạng tổng lim. Vậy thì sau khi tính tổng lim được rồi thì ta phải convert nó sang cái số này thì mới mang đi so sánh được. Chứ để mấy cái số sâu 01, 01 này thì so sánh thế nào hả giờ? Đúng không? Đấy, thì ta sẽ đẩy nó sang số cơ số 10 và ta sẽ cập nhật kết quả. Vậy thì ở bài toán này thì ta nhận thấy có một số các vấn đề xảy ra. Vấn đề thứ nhất, số lượng các phần tử dãy Lucas ít. Thứ hai, khi tính tổng lim ta phải xử lý sâu. Rồi thứ ba, để tính được tổng lim trên một dãy thì ta phải biết được chỉ số của dãy đấy. Đấy. Như vậy thì cái bài toán này các em sẽ phải thực hiện khoảng tầm ít nhất 5 vấn đề đã được đề cập. Nhưng cái vấn đề khó nhất của chúng ta không phải là nằm ở cái chỗ ta vừa chỉ, mà cái vấn đề khó nhất của chúng ta đang nằm ở chỗ này. Ta quay trở lại bài toán, hãy giải bài toán này. Cho số nguyên dương n, hãy đếm số cặp xi nhỏ hơn biểu thức này. Vậy thì khi tính số cặp xi nhỏ hơn biểu thức này thì các bạn sẽ gặp rất nhiều các vấn đề lớn. Vấn đề thứ nhất đó là với n nhỏ ở trong đề bài này, người ta n cho n số đây rất đẹp nhé, 88 và 68. Ví dụ n thì cho nó khoảng bằng 68. Khi với n bằng 68 thì khi đó cái thằng n n trừ 1 của thầy là thằng 67, thằng n kia nữa là 61. Thì thấy có hai số này là số nguyên tố. Nhưng mà khi thầy tính thằng số 67 phần 61 cộng với số 61 phần 67 thì bản cái thân cái thằng này nó cũng eo luôn rồi. Bởi vì làm sao mình tính được một cái số mà có 67 mũ 61 và 61 mũ 67. Vậy thì khi mà giải bài toán con này, các em viết hẳn thành một chương trình để tìm cặp xi này thì nó sẽ bị tràn kiểu dữ liệu thằng này. Vậy thì một trong những cái nguyên tắc cơ bản nhất mà ở đây ta phải tận dụng được cái tính chất này, đó là chia hết cho thằng x bình. Đấy. Bởi vì thằng x của mình là số tối đa nó chỉ bằng n. N của ta ví dụ như bằng tầm 68. 68 bình phương cứ cho là 10 mũ 4, 10 mũ 3. Đấy. Vì khoảng tầm 10 mũ 3, 10 mũ 4. Thì khi đấy ta nhận thấy rằng là khi một cái số nào đó mà chia dư cho 10 mũ 4 thì cái phần dư còn lại của nó chỉ nhỏ hơn 10 mũ 4. Và với một cái số phần dư nhỏ bằng 10 mũ 4 vậy thì cái việc nó tham gia vào các biểu thức kế tiếp nó hoàn toàn chấp nhận được. Vậy thì để giải được cái bài toán này,
các em quay về cái bài toán cơ sở khi các em sử dụng câu lệnh lập for, câu lệnh lập while. Đó là bài toán tính A mũ B chia dư cho một số C. Đấy. Mọi người còn nhớ cái bài toán chia đề trị này không? Đấy. Cái vậy cái bài toán gốc của cái bài toán này muốn tránh tràn kiểu dữ liệu thì các em phải là giải quyết tốt được bài toán này. A mũ B chia dư cho C. Thì để từ cái bài toán này thì tiện đây thầy phân tích luôn. Để chia dư được thằng A mũ 100 để nhân với để lấy được A mũ 100 chia dư cho cái số C này. Thì rõ ràng để tính A chứ A 100 chia dư cho C, cái đứa ngây thơ nhất nó gọi hàm pao A100 sau đó nó chia dư cho C thì thằng pao A100 nó bay màu luôn, làm gì có số nào lưu được độ dài 100 chữ số, đúng không? Lưu sang kiểu số thực thì nó cũng bay màu. Đấy. Vậy thì khi đó các em sẽ phải xử lý khéo léo bằng cái cách ta sẽ để ta sử dụng cái tính chất đồng dư như ở lần trước thầy cũng đã hướng dẫn các em. Chính xác, vui, ta chia đồng dư. Vậy thì ta nhận thấy rằng là thằng A cộng A thì ta nhận thấy rằng là A nhân với B chia dư cho C thì nó sẽ bằng là A chia dư cho C rồi nhân với, tức là ta lấy hai cái số dư này nhân với nhau, B chia dư cho C. Bởi vì ở đây cái thằng số này khoảng tầm nhỏ bằng 68 ấy, thì thằng này, khi lấy thằng A phần trăm dư cho C ấy, nó là một thu được một cái số bé hơn 68. Khi lấy hai số bé hơn 68 này nhân với nhau thì nó khoảng được vài nghìn thôi. Đấy. Lấy số vài nghìn này, các em lại chia dư cho C một phát nữa thì nó lại nhỏ hơn hoặc bằng 68. Đấy. Vậy thì ta phải chia theo kiểu như thế này. Vậy thì bài toán này mấu chốt của chúng ta quay về bài toán hãy tính A mũ B chia dư cho C mà không bị tràn kiểu dữ liệu. Đấy. Nếu mà tổ chức được cái thằng này thì cái bài toán này các em làm là bài toán tiểu học hoàn toàn ta có thể làm được. Ta có thể cài đặt được là cho giá cho số nguyên dương n đếm số cặp xi thỏa mãn biểu thức sau. Đấy. Với xi là số nguyên tố. Để cẩn thận hơn vì n của mình nhỏ bằng 68 thì các em có thể liệt kê tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn bằng 68 rồi. Các em có thể giải thuật sàng và lưu nó vào bảng hàm. Ta thử tất cả các cái giá trị xi đấy. Nếu nó thỏa mãn điều kiện này thì ta lưu xi sang chỗ khác ra phải out. Khi lưu được xi ra phải out thì với bài toán này ta nhận thấy nó chỉ có hai hay ba cặp xi thôi. Số lượng cặp xi nó đếm trên đầu ngón tay. Vậy thì bài toán quay ra bài toán để tìm được dãy con liên tiếp của một dãy Lucas với hai chỉ số xi là hàng số thì khi đó ta thu được với độ phức tạp là O1. Đấy. Vậy thì qua cái đoạn phân tích như trên thì các bạn nhận thấy cái bài này nó lòng vòng đọc xong cái đề chỉ muốn đi ngủ. Đúng vậy, hôm đi thi hầu hết các bạn đều đi ngủ cái bài toán này. Và tuy nhiên vẫn có 7 bạn làm full điểm được bài toán này. Đấy. Trong đó có 6 bạn nằm trong đội tuyển cấp quốc gia. Đấy. Các bạn thứ bảy thì nằm trong đội dự tuyển. Vậy thì bạn ấy sẽ làm như thế nào? Thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái bài toán như thế này. Ở trong cái quá trình mình làm ấy, thì cái kết quả của bài toán nó khá lớn. Nhá, kết quả của bài toán khá lớn. Do đó khi tính toán ta cũng nên thận trọng dùng các biến kiểu trung gian, kiểu log log để dùng. Thứ hai là khi mà số lượng T, đây các bạn nhận thấy bài này T nó đã cho bằng 10 mũ 6. Khi T cho bằng 10 mũ 6 bài này chắc chắn phải chạy trong O1. Vậy thì các em chạy cái sắp tăng 1 với n bằng 10 mũ 8, 6, 7, 68, 69, 70, 71, 72, 73 cho đến tận 88. Các em lưu kết quả vào một bảng hằng. Đấy. Với mỗi giá trị như thế thì các em đưa luôn ra được kết quả. Tuy nhiên thì cái bài toán này thì nó là tổng của một đoạn. Vì nó là tổng của một đoạn nên khi đó cái bảng hằng của mình nó không được là một giá trị duy nhất nữa mà nó là tổng của một đoạn. Mà tính chất của tổng lim thì nó lại không giống như là tổng tiền tố của mình là lấy thằng s sau trừ s trước đâu, nó khác nhé. Tổng lim của một dãy số mà lấy thằng s sau trừ s trước là bị sai kết quả luôn, mà mình phải lấy cái đoạn từ đấy em for đến đây để tìm tổng lim, do đó mình không tính tổng tích lũy được. Khi trước làm bài này thì tính tổng tích lũy từ mình nghĩ ra nhưng mà sau đó tự làm thì tính tổng tích lũy nó sai èo, hóa ra là mình phải tính từ thằng u đã từ thằng x đến thằng y, tính theo công thức tính tổng lim bằng cái hàm mình đã tự viết ra được. Vậy thì qua phân tích của bài toán trên thì ta nhận thấy bài toán này nó rất hay ở một chỗ.
Thứ nhất, để giải quyết được bài toán này, ta phải giải quyết được một bài toán con. Còn để giải quyết được bài toán con này thì ta phải làm tốt tối ưu một bài toán con khác, đó là bài toán tính A mũ B mốt C. Đấy, bài toán chia dư. Rồi, từ đấy thì thầy trò mình sẽ giải quyết bài toán này như sau. Bàn cái chỗ này chị cho ý là số nguyên tố, không biết cái phông chữ của nó trước sử dụng cái phông gì mà hình như không biết đây trước đang ngày mặc định nó phông ABC thì sao. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Ta quay trở lại cái sắp tác thứ nhất. Ta sẽ thực hiện tổ chức một thủ tục xử lý U để đi tìm trên dãy ConLUCAS có các cái số thỏa mãn điều kiện hay không, tức là với cái thỏa mãn điều kiện của bài toán. Điều kiện của bài toán là này, cái tiếp nữa ta cần phải tìm được bộ bộ chỉ số y thỏa mãn được thứ điều kiện này. Và để làm được bài toán này thì thầy viết hẳn một cái chương trình mới cho số nguyên dương n, hãy tìm số cặp y khi chạy xong với n nhỏ hơn hoặc bằng theo giới hạn của đề bài. Thầy chạy n nhỏ hơn hoặc bằng 88 thì thầy thu được các cái bộ số như sau, thì thầy thu được ba bộ số này. Đấy, cái bài toán này nó sẽ thu. Vậy thì cái bài toán này nó hay, cái tính chất của mảng hàng ở đây nó thể hiện là mảng hàng này nó không phải là kết quả của bài toán ta đang làm, mà nó là kết quả của một biểu thức điều kiện trong cái bài toán ta đang làm nhé. Nó là kết quả của một biểu thức điều kiện, ta giải độc lập nó bởi một chương trình. Đấy, vậy thì đây, vậy đề bài là cho số nguyên dương n, cho số nguyên dương n tìm số cặp này thỏa mãn thứ này, khi giải ra được thì ta thu được bộ nghiệm này, và bộ nghiệm này chính là cái mảng hàng để mình dùng cho cái bài toán gốc của mình, ta tạm gọi là bài toán t không nhé. Rồi về việc dữ liệu của đọc dữ liệu ta vẫn làm bình thường, ta tìm giá trị r max về giá trị lớn nhất để tí nữa mình chia nó về các sắp tác khác nhau. Ta chuẩn bị sẵn luôn cái mảng Lucas có r max phân tử để tí nữa mình đỡ phải mất công sinh lại mảng Lucas giống như mà cái mảng dãy Fibonacci ấy. Cho lần lượt các giá trị n tìm số Fibonacci thứ n. Vậy thì thầy tìm n max là giá trị lớn nhất trong các cái n đấy. Sau đấy thầy chuẩn bị sẵn tất cả các số Fibonacci từ 1 cho tới n max. Vậy lần sau với mỗi cái giá trị n bé thầy thì chỉ việc CA kết quả của nó ra thôi. Thì cái việc đó gọi là tiết kiệm việc tính. Rồi, kế tiếp ta sang bước thứ ba là ta duyệt qua với mỗi số thì ta xử lý cái số này để trả về kết quả. Vậy thì để trả về kết quả thì đầu tiên ta phải giải quyết được bài toán con này trước. Ta phải tìm được thằng này để lưu vào mảng hàng nhé. À, cái khó nhất ở trong giờ thi làm sao mà mình nghĩ được cái lớp bài toán này nó lưu vào mảng hàng. Ủa? Rồi. Vậy thì để giải quyết cái bài toán sau, thầy bật hẳn code block ra, mở một project mới, thầy gọi nó là bài toán con 1. Thầy đi tìm để giải quyết cho bài toán A mũ B mũ C. Đây nhé. Mình thầy chụp lại cái này gửi đây không tí. Bạn có ra ngoài thì cũng có cái để dùng. Và nhớ rằng tất cả các bài các cách tất cả cái gì chúng ta chuẩn bị làm đây, ta chỉ có 45 3 tiếng bằng một, ta chỉ có 60 phút để làm một bài. Do đó riêng giải cái bài toán này bình thường trong một đề thi học sinh giỏi ở cấp cấp tỉnh đổ lại thì các bạn mất khoảng 45 phút làm bài toán này nếu cài đặt tốt. Còn nếu không, bản thân mình cài xong bài này thì mình mất luôn 1 tiếng của bài này thôi. Đi thi có mỗi 3 tiếng đề 4 câu, mất 1 tiếng làm cái bài toán con, nên bài toán cha làm sao làm được, đúng không? Vậy thì các em cố gắng rèn luyện tốt tốt ngay từ lúc luyện tập. Vậy thì cái bài toán gốc của chúng ta là tìm A mũ B mũ C và phép toán chia dư. Vậy thì ta sẽ nên tổ chức nó cái kết quả trả về kiểu long long với hai đối số là U U mũ V chia hết cho Z. Đấy, cái sàng ấy ra tốt thì cũng không nói làm gì, cái chỗ này thực hiện chia dư. Vậy thì ta sẽ tổ chức cái giải để giải quyết được cái bài toán này trước nhé. À, cái cốt bài toán này thì làm gì đây để tìm được A mũ B mũ C. Để bây giờ công việc của thầy là đi cái công việc này là để giải quyết bài toán là đi tính
A mũ U chia dư cho C, chị chia sư cho V đấy. Thì thầy nhận thấy rằng nếu U bằng 0 thì chứng tỏ là số nào mũ 0 cũng bằng 1, thầy ghi đơn 1. Nếu U bằng 1 thì thầy ghi đơn A, bởi vì số nào mũ A chia dư cũng 1. Thực tế chỗ này chính xác hơn thì mình sẽ phải ghi đơn A chia dư cho V, chia dư cho thằng V thì đúng hơn. Đấy. Rồi kế tiếp. Bởi vì V ở đây nó giá trị bằng x bình, thường nó sẽ vượt qua A nên nó vẫn đúng. Kế tiếp thầy gọi tạm thì bằng A mũ B chia dư cho 2. Cái điều này thì ở trong cái bài toán tính A mũ B thì các bạn đã biết rồi. Để tìm A mũ 100 thì thầy sẽ tính A mũ 50 nhân A mũ 50. Đấy. Nếu mà thầy đã tính được thằng A mũ 50 rồi thì thằng còn lại không phải tính nữa. Vậy để tính A mũ 50 thì thầy tính A mũ 25 nhân A mũ 25. Đấy, 25. Nếu mà tính được thằng 25 này rồi thì thằng 25 này không phải tính. Tương tự như vậy, thầy tính được A mũ 12 nhân A mũ 12 nhân với A mũ 1. Thầy đang không dùng cái pass mà thầy đang sử dụng là chuột. Để dùng A mũ 12 thì thầy dùng A mũ 6, tính A mũ 6 nhân A mũ 6. Phần dư của nó là A mũ 0. Bạn chờ thầy tính nhé.
Khi khi ta đang phân tích như trên thì các bạn nhận thấy thì ta xuống nó còn A mũ 3, rồi về A mũ 3, sau đó nó về A mũ 1. Khi tới A mũ 1 rồi thì chắc chắn là nó bằng A rồi. Còn khi đó khi nó mà là A mũ 0 ấy thì nó lại là bằng 1 rồi. Như vậy thì ta nhận thấy rằng bài toán nếu thầy đặt cái này bằng T, tức là thằng tạm ấy, tạm thì bằng thằng A mũ N chia 2 ấy, thì khi đó theo kết quả của bài toán là nó sẽ bằng thằng này này, thằng tạm này nhân với thằng tạm này nhân với số mũ dư này. Đấy, đây số số mũ dư nó là cái thằng này, A mũ của B mũ A mũ B của A mũ U chia 2 có phần dư này. Đấy, đây là ví như 10 10 12 thì nó sẽ là A mũ 6 nhân A mũ 6 nhân A mũ 0 đúng không? 25 thì nó sẽ là A mũ 12 nhân A mũ 12 nhân A mũ 1, thì cái thằng này chính là A mũ 0 hay là A mũ 1 trong tùy trường hợp này. Đấy. Vậy thì bài toán gốc của bài toán này người ta tóm lại là người ta kiểm tra các bạn có biết kỹ năng cài đặt đoạn này không. Nếu biết kỹ năng cài đặt đoạn này thì ta hoàn toàn đi kiểm tra xem được cái thằng là x nhân mũ y cộng 1 và y mũ y cộng 1 có chia dư cho x bình hay không, ví dụ như thế. Thì khi khi đó bài toán của ta nó không bị tràn kiểu dữ liệu. Đấy. Bởi vì dữ liệu có khoảng tầm 4 mũ 20 thì là nó có khoảng tầm bằng 4 mũ 10 nhân 4 mũ 10 là cũng eo rồi, đúng không? Nó sẽ bằng khoảng tầm 2 mũ 40. Đấy, là nó cũng khá, 2 mũ 40 thì nó sẽ rơi vào tầm 10 mũ 12. Đấy, thì nó sẽ bị tràn kiểu dữ liệu ngay. Vậy thì với cái cách chia như trên, vậy thì tới đây một lần nữa các em đã được ôn lại cái hàm mà thầy trò mình rất hay sử dụng, hàm đi tìm số mũ tính A mũ B mũ C. Như Vũ Huy khi nãy vừa kể là mình sử dụng mình chia đồng dư. Đây không phải chỉ là chia đồng dư mà người ta gọi nó là nhân đồng dư nhé, Vũ Huy nhé, chứ không phải chia đồng dư. Rồi em lại thầy gửi lại trong Zalo. Cái mấu chốt tính chất của nó như thế. Vậy thì sau khi thực hiện công việc trên xong thì ta đã thực hiện tính được cái thằng là A mũ B rồi. Thì quay trở lại cái đoạn sàng nguyên tố này thì ta thủ tục xử lý của mình sẽ rất đơn giản. Đề bài người ta yêu cầu là thử qua tất cả các giá trị xi nhé, thử qua tất cả các giá trị xi. Khi đó ở đây thì hôm trước thì thầy for hơi thừa một tí, nhưng mà cái cặp 37 và cặp 73 nó vẫn là tính. Đáng ra chỗ này mình phải for chạy từ y cộng 1 đi, nhưng mà do for y từ y cộng 1 thì cũng không ấy, nên thầy cứ for tất cả. Ta duyệt qua tất cả các giá trị nằm trong phạm vi từ 1 đến n. Nếu nó là số nguyên tố thì thầy for qua tất cả các số nguyên tố còn lại. Đấy. Và thầy thực hiện cái công việc là thầy tính, vì nó là số nguyên tố nên thằng xi của mình đảm bảo y đóng vai trò là x, z đóng vai trò là y dài. Thì thầy gọi K1, thầy tính nó là bằng phép toán chia dư thằng này. K2 là tức là mình tính là x mũ y cộng 1 và y vào mũ y cộng 1. Sau đó thầy thực hiện công việc nếu tổng của hai thằng này mà chia hết cho thằng y bình thì thầy xê ao thằng y này ra. Đấy, thầy xê ao thằng này ra, và thậm chí thầy xê ao ra cái độ lệch để thầy tìm xem là giữa khoảng cách giữa các thằng này liệu có còn thằng nào khác không đấy. Nhưng mà cái quan trọng nhất thì xê ao được thằng y và thằng z. Khi mà xê ao thằng y z đồng nghĩa với việc thầy đã thu được thằng này. Đấy, thầy đã thu được cặp số này, cái then chốt là ở chỗ đấy. Và thầy thu được tất cả là có 3 cặp. Vậy thì công việc của thầy rất đơn giản là bây giờ thầy chuẩn bị sẵn cái dãy Lucas rồi. Bây giờ thầy for trên dãy Lucas với chỉ số từ 7 đến 67 để tính tổng theo công thức tính tổng liêm. Rồi thầy từ 7 đến 99 theo công thức tính tổng liêm, và từ 5 đến 83 theo tổng liêm. Đấy, theo với tùy bài, từng với giá trị n. Vậy thì với cái bộ số đấy thì thầy thu được cái giá trị này. Rồi như vậy thì cái cốt đoạn chương trình vừa rồi thầy đã thu được kết quả nhé. Rồi kế tiếp thì ta sẽ thực hiện trong cái việc chạy như thế, ta đã thu được tổng. Vừa rồi thầy đã gửi kỹ năng này. Để ta đánh nhanh về không bị muộn quá, cho nên có vẻ là học môn khác nữa. Rồi sau khi thực hiện tính xong tổng này thì bây giờ ta quay trở lại cái bài toán chính của mình bây giờ mình mới làm. Thông thường đi thi với một cái đề thi cấp tỉnh, cái bài này các bạn code đúng là mất đúng khoảng tầm 45 phút để cài đặt và gỡ lỗi và phát và chứng minh được. Đấy. Rồi sau bây giờ ta quay trở lại cái bài dãy Lucas này thì ta mới quay trở lại bài toán. Ta có một số các bài toán gốc cơ sở.
Bài toán thứ nhất, đổi một số từ cơ số 10 sang cơ số 2. Đấy. Bài toán này sau khi đổi thì ta thu được một sâu. Vậy bài toán gốc của chúng ta có bài toán thứ nhất là chuyển từ cơ số 10 sang cơ số 2. Bài toán này thì đi thi chắc không bao giờ mình gặp được bài toán cho số này. Hãy chuyển từ cơ số 10 sang cơ số 2 thì nó hơi buồn cười. Đúng không? Nó không có cái bài toán đấy. Nhưng mà nó sẽ là công cụ để làm bài toán khác. Rồi bài toán thứ hai là chuyển từ cơ số 2 sang cơ số 10. Tất nhiên các em hoàn toàn có cách làm khác. Đấy. Cách thứ hai là chuyển từ cơ số 2 sang cơ số 10. Cái này ai cũng dùng đến. Cách thứ ba, ta đi tính tổng lim theo định nghĩa của đề bài. Nha. Vậy thì để đi tìm tổng lim theo của hai cái này thì bây giờ bài toán nó có hai cái sâu. À, chỗ này hôm nay thấy em Cúc để ý cái chỗ mà em cân bằng hai sâu, nếu sâu này ngắn hơn sâu kia ấy, thì người ta sẽ cân bằng sâu như thế này. Để nếu nếu sâu này ngắn hơn sâu kia, nếu sâu S1 ngắn hơn sâu S2 thì nối các ký tự không vào đầu sâu S1. Nếu sâu S2 ngắn hơn sâu S1 thì nối các ký tự không vào đầu sâu S2. Với hai sâu S1 S2 cụ thể thì hoặc là đoạn bên trên này nó thực hiện hoặc là đoạn bên dưới nhé, nó thực hiện. Cái đoạn này người ta gọi là thao tác cân bằng hai sâu để nó bằng nhau. Thì người ta sẽ cân bằng nó bằng hai cỡ hai lệnh y đơn giản như này. Rồi bây giờ để đi tìm tổng lim. À, để nhắn lại. À, bây giờ thì ta sẽ đi tìm tổng lim theo định nghĩa của đề bài là phép toán cộng bít không nhớ. Để thực hiện phép toán cộng bít hay không nhớ thì sau khi cân bằng được hai sâu thì ta cộng theo đúng kiểu toán tiểu học. Một số bạn thì không thích cộng xua cộng cộng từ phải sang trái mà các bạn river lật ngược nó lại để cộng từ trái sang phải cũng được. Nhớ rằng sau khi cộng xong thì phải river lại một phát nữa nhé. Reverse để lật ngược nó. Thì ta nhận thấy rằng để thao tác tổng lim thì theo đúng như định nghĩa của đề bài. Phép toán nó trả về giá trị không khi hai toán tử tham dự là không hoặc là hai toán tử tham dự là một. Đấy. Vậy thì thầy ruột bởi vì hai sâu này có độ dài bằng nhau rồi nên thầy sẽ for theo kiểu này được. For từ cuối sâu về đầu sâu. Ta lấy hai ký tự cộng với nhau mà là hai ký tự không. Nhớ nhé, không phải là bằng sâu không không đâu. Ký tự này cộng ký tự này bằng hai ký tự không và ký tự này bằng ký tự này là hai ký tự một. Thì khi đó ta sẽ cộng và bởi vì nó là kết quả trả về bằng không mà. Vũ Huy nói cũng hay nhỉ. Tức là nếu hai thằng này mà bằng nhau. Ừ. Đúng đấy, cảm ơn Vũ Huy nhé. Đây là một trong những cái cách mà thầy làm rất chi là phức tạp. À, thầy hiểu tại sao lúc này thầy viết như thế này rồi. À, bởi vì nếu S1 cộng với S2 tức là khi đó mình vẫn bất công suy nghĩ một chút bởi vì khi hai bit này là hai bit không cộng bằng không, hai bit một cũng cộng bằng không, nhưng mà do mình thể hiện ra như này để thể hiện rằng ta đang thực hiện phép toán cộng không nhớ. À, phép toán cộng không nhớ thì thầy code như này để cho người đọc code có thể hiểu được. Ừ. Cảm ơn Vũ Huy phát hiện ra rất hay. Ừ. Còn thì khi đó ta nối ký tự không vào trước trước cái sâu tạm bởi vì ta nhận thấy khi ta cộng một cái số là 0 cộng 1 bằng 1. Xong tí nữa ta thấy rằng ta thấy 1 cộng 0 được 1. Vậy thì nó nối ở phía trước đúng không? Đấy, nó nối ở phía trước cái sâu kết quả trước đấy. Nên nó nối vào đây nên nó mới được ghi ở đằng trước. Phép toán cộng sâu là số nào đứng trước dấu cộng thì nó sẽ nối vào sau. Rồi, như vậy thì ta sẽ thực hiện xong được cái việc trên. Bây giờ công việc kế tiếp của chúng ta là như vậy thì tới đây thì ta đã tính được cái hàm tổng lim rồi, tính tổng lim được của hai sâu rồi. Đấy, nhớ rằng là thì tổng lim của hai sâu thì ta thu được kết quả là một sâu nhé, tổng lim của hai sâu kết quả về là một sâu. Vậy thì bài toán của chúng ta lại có một cái bài toán nhỏ là bài toán tổng lim. Vậy khi các bạn code được cái tổng xong này đừng code tiếp mà các bạn phải lấy hai cái số cụ thể. Và muốn trong khi làm bài ấy, thầy sẽ lấy hai cái số của đề bài để thầy lấy tính tổng lim chữ đồng nhỉ.
bạn trả thầy tí. Đây, thầy lấy hai cái số này này. Đây, thầy lấy số 18 này, thì tính tổng min của 18 và 29 mà nó ra được cái dãy này thì chứng tỏ rằng cái công thức tính tổng min của mình đúng. Còn nếu nó mà sai thì phải sửa thằng tổng min này đã để nó chuẩn từng hàm một. Cũng giống như hàm chia dư khi nãy ấy, thầy phải tính thêm là 2 mũ 3 chia dư cho 10 có là bằng 8 hay không. Đấy. Phải test từng đoạn một. Vậy thì sau khi chúng ta sẽ tính được tổng min của hai thằng xong rồi thì các em lại quay về cái bài toán tính tổng min của một dãy Lucas. Thì rõ ràng cái dãy Lucas của mình về bản chất của mình khi ta tính tổng nó là các cái số nguyên kiểu long long. Do đó để đi tìm tổng min của nó thì ta phải thực hiện công việc convert nó sang sâu. Nhé, phải convert nó sang sâu. Thì ta sẽ duyệt từ đầu giờ từ chỉ số U đến chỉ số V của dãy Lucas. Với mỗi số như vậy thì ta sẽ convert cái giá trị AI từ cơ số 10 sang cơ số 2. Bởi vì khi chuyển từ cơ số 10 sang cơ số 2, ta thay vì lưu vào một cái mảng thì ta lưu nó vào một sâu để tiện lưu nó vào để tí nữa ta đi tính tổng min luôn. Khi đó ta bắt đầu ta khởi đảo tổng min bởi kề giá trị 0. Khi đó ta sẽ tính tổng cộng dồn à cộng các cái giá trị này vào, nó không phải là tổng cộng dồn nhé. Ta tính tổng min của nó vào với cái giá trị t trước đó. Đấy. Vậy thì sau khi thực hiện công việc này xong thì ta thu được cái thằng sum của thầy ấy, là tổng của cái đoạn từ U cho đến V trên cái mảng Lucas ban đầu. Đấy. Sau khi tính tổng được cái đoạn từ Lucas trong đoạn từ U đến V rồi thì thầy đang thu được là một sâu. Vậy thì là sâu nhị phân 0,1 và cụ thể nó là cái sâu này. Đây, cụ thể nó là sâu này. Công việc của chúng ta muốn đi so sánh nó tốt hay không tốt ấy, thì thầy phải convert nó sang, vậy thì thầy phải chuyển từ cơ số 10 sang cơ số 2. Đấy. Đấy. Đấy, thì ta phải chuyển nó từ cơ số 10 sang cơ số 2. Và tới đây thì các bạn nhận thấy rằng tất cả các kỹ năng mà khi mà các em được học lập trình cơ bản, các em đã được gọi vào trong cái bài toán này. À, và nhớ rằng tổ chức hàm nào xong thì phải chạy thử nó luôn nhé. Hãy có phong cách viết chương trình là viết đến đâu chương trình luôn đúng đến đấy. Ấn F9 cái chương trình không báo lỗi nó mới ngầu. Nhưng mà nói thế thôi, thầy dạy các em thỉnh thoảng thầy Ấn F9 nó báo lỗi đỏ lên. Ví dụ thế thôi. Còn lỗi là chuyện bình thường. Rồi ta quay sang bài toán. Do khi nãy mình giải bài toán mình thu được ba đoạn này nên ta sẽ tính sẵn các cái đoạn này lưu vào trong các biến. Thì bởi vì ba đoạn này nó là một cái mảng hằng là ba chỉ số hằng nên ta không cần thiết phải lưu nó mà ta gọi trực tiếp luôn. Vậy thì thầy gọi thầy đặt tên một cái biến là ta gọi là tổng từ 7 cho tới 67. Thầy đặt tên biến nghe nó ngầu thôi rồi. Đấy, đây là các cái đoạn XY mà đã thỏa mãn. Người ta đề bài gốc của bài toán này, người ta hỏi cho ba đoạn này hãy biết xem hay tính xem tổng min của ba đoạn nào là lớn nhất. Đấy, bài toán gốc ta có thể phát biểu như thế. Nhưng ba đoạn này muốn có được thì ta phải giải cái bài toán khi nãy. X mũ y cộng 1 và y mũ y cộng 1 chia dư chia hết cho x bình ấy. Đấy. Với x y nhỏ bằng n. Thì khi đó thì ta nhận thấy là thầy đặt ba cái biến lần lượt là tổng 1, tổng 2, tổng 3 là tổng của các cái đoạn này. Đấy. Với mỗi tổng của các đoạn này thì thầy sẽ thu được các cái giá trị của nó có sẵn rồi nhé. Rồi thì thầy nhận thấy như sau. Bây giờ thủ tục của chúng ta bây giờ ta đang xử lý là như sau. Với mỗi cái T là tương ứng với mũ test. Vậy T đây là gì? Thì ta quay trở lại đề bài. Đề bài T là số lượng số N. Trong đó lần lượt các cái giá trị N này hãy đi tìm tổng min cho tương ứng với thằng N đấy. Đấy. Nên ở đây khi mà thầy đọc các cái giá trị đó vào một thì thầy sẽ thực hiện cái công việc như sau. Thầy gắn bi đây chính là cái giá trị mà thằng là giá trị n thứ y của thầy ấy. Thì thầy đặt nó là tên biến là một biến u bởi vì thầy mình không muốn truy cập qua mạng, nó phải mất mấy lần chỉ số mà gỗ code nó lâu hơn. Bởi vì nếu thầy gõ bi đây thầy mất có 4 ký tự, gõ biến u mất có mỗi 1 ký tự, tức là tốc độ gõ văn bản nhanh hơn 4 lần. Bình thường mình gõ mất 10 phút thì bây giờ mất 40 phút, bây giờ mất có 10 phút. Bình thường gõ 10 phút, bây giờ mất gõ mất có 2,5 phút. Đấy. Nên với các biến dài các bạn có thể đặt nó bởi một hàng số. À với một biến ngắn hơn.
Nếu giá trị U nằm trong đoạn này thì chứng tỏ kết quả của bài toán nó sẽ nằm trong tổng này, đúng không? Vậy đấy. Bởi vì nếu nếu mà U nằm trong đoạn này thì ta sẽ thu được tổng của Lucas của nó là tổng của đoạn này. Như vậy nếu giá trị N của mình mà nằm trong đoạn này thì ta sẽ thu được dãy số của nó, ta chỉ thu được một bộ số xy ở đây. Với dãy số nằm trong cái đoạn, nếu giá trị n nằm trong đoạn phạm vi từ 79 đến 82 thì tổng của nó sẽ chắc chắn là được đoạn này. Đấy. Đó, bởi vì tại sao? Bởi vì khi mà còn lại thì nó là sẽ tổng của thằng này. Tùy ở đây ta nhận thấy ra như thế này, bởi vì tổng Lucas của một dãy số nguyên dương ấy, thì khi mà thầy viết ra các cái kết quả này thì trong tổng Lucas của một đoạn các dãy số nguyên dương liên tiếp thì nó có tính chất là một dãy tăng. Do đó khi mà vì nó là giá trị một dãy tăng nên ở đây ta có thể với n của mình nằm trong đoạn này thì nó là thằng này, với n nằm trong đoạn này thì nó là lớn nhất của hai thằng này, nhưng thực tế lớn nhất của tổng Lucas của các số từ 7 cho đến 67 và tổng Lucas các số từ 7 cho đến 79 ấy, thì cái thằng từ 7 đến 79 nó chắc chắn nó sẽ lớn hơn. Đấy. Còn nếu với n là một cái số mà lớn hơn 82 thì nó sẽ là bằng tổng. Khi n lớn hơn 82 thì ta sẽ thu được ba cái đoạn này. Đấy. Và khi đó với ba đoạn này thì ta sẽ, các bạn quay trở lại một chút nhé. Để biết tại sao như thế nhé. Khi n lớn hơn 67, khi n của thầy nó sẽ bé hơn bằng 67, nói chung nó bé hơn bằng 78. Khi n bé hơn bằng 78 nói chung ấy, thì khi đó bài toán quay ra là đi tìm tất cả các giá trị xy nhỏ hơn bằng 78, sao cho xy là số nguyên tố, x mũi y cộng 1 và y mũi y cộng 1 chia hết cho x bình. Mà ta nhận thấy rằng xy nhỏ hơn bằng 78 thì ta nhận thấy rằng cái bộ số xy của mình tìm được chỉ có mỗi một bộ số này thôi. Đấy. Đúng không? Vậy thì do đó nó sẽ là tổng của thằng từ 67. Trường hợp thứ hai là xy của thầy nhỏ hơn bằng 82. Xy nhỏ n nhỏ hơn bằng 82 thì xy của thầy nó cũng nhỏ hơn 82 và nhỏ hơn 82 tức là nó không bằng 83 thì chỉ có mỗi hai bộ số này có xy nhỏ hơn 82. Vậy thì nó sẽ bằng mắc của thằng này. Cái thứ ba nữa đó là thằng còn lại, thì thằng còn lại là nó lớn hơn 82 nhỏ hơn 88. Tại sao thầy phải cho nó nhỏ hơn 88? Bởi vì khi đi n bằng 89 ấy thì khi đó tổng của mình nó sẽ vượt qua kiểu long long, và khi đó các em phải thực hiện phép toán khi tính tổng Lucas và khi tìm mắc này, các em phải xử lý số nguyên lớn. Với một cái bài toán đã đủ phức tạp như thế này, việc đưa thêm xử lý số nguyên lớn vào thì không nên, nên n ở đây thầy cho nhỏ bằng 88. Vậy thì với n nhỏ bằng 82 thì nó sẽ tính tổng hai thằng này. Với n nhỏ bằng 78 thì nó có mỗi một cặp xy này thôi. N nhỏ bằng 82 nó có hai cặp xy. Với n nhỏ bằng hơn 88 nó có ba cặp xy, do đó nó lấy mắc của ba thằng này. Nhưng khi viết kết quả ra trên thực tế thì tổng này là bé nhất, sau đó đến tổng này và đến tổng này nhé. Và nó luôn là một dãy tăng. Đấy, nó luôn là dãy tăng được. Từ cái phân tích như trên thì ta nhận thấy cái bài toán này thực tế nó là một tổ hợp tả phế lù của rất nhiều các bài toán con. Trong đó các bài toán con đấy ta đã được học ở bậc trung học cơ sở nếu các em đã được học lập trình. Đấy. Để dù nó bé lại một tí. Và từ đấy thì ta nhận thấy rằng ở cái bài toán này các em hoàn toàn có thể cài đặt được ở trong một khoảng thời gian khoảng một ngày. Đấy. À quên, vui và với khoảng thời gian hợp lý là các em có thể cài đặt được. Bởi vì nó là tổ hợp của các bài toán con nên cái cấp độ của nó đi thi nó không đánh các bạn về tư duy thuật toán quá chuyên sâu, nhưng nó đánh tư duy về khả năng hoàn thiện từng đoạn chương trình một. Có những người có những cái đoạn tính tổng hai sâu cũng mất một buổi, rồi tính tổng cái này rồi thực hiện chuyển đổi cơ số mất rất nhiều thời gian để bước lỗi. Vậy thì cái bài toán này người ta kiểm tra xem khả năng bước lỗi của các bạn thế nào trong một chương trình lên tới khoảng gần 200 dòng. Thực hiện xong tất cả các thằng trên rồi thì ta đã nhận thấy bài toán của chúng ta thực hiện bài toán như sau, giống như khi đã phân tích. Bước 1 đọc dữ liệu và tìm giá trị lớn nhất của thằng N.
Bước thứ hai chuẩn bị sẵn cái mảng dạy Lucas. Đấy, bước thứ ba gọi là tổng sao tác. Hãy lưu ý rằng tổng Lucas của mình của các cái đoạn thì nó sẽ tương ứng như sau. Trong quá trình chạy, thầy tính thử các tổng lim của các cái giá trị. Tổng lim thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10 và thầy nhận thấy rằng dãy nhị phân của thầy ngày càng tăng lên về độ dài. Và khi chuyển đổi từ một số có độ dãy nhị phân có độ dài nhiều như thế này thì thầy nhận thấy là cái tổng lim này nó của các cái số liên tiếp nó không phải là tổng lim của một đoạn, nó không có tính chất tăng dần. Đấy. Tổng do đó ta không thể lấy thằng S sau trừ thằng S trước được. Ví dụ tổng lim đến số thứ 16 thì nó bằng từng này. Nhưng tổng lim đến số 17 có mấy số 1 nó cộng với nhau nó lại bằng mất số 0. Vậy đoạn này nó tụt đi mất vài chữ số. Vậy thì cái số này tổng lim của số thứ 17 đến số thứ 16 thì thằng 16 lại to hơn 17. Từ đó nên mình không thể lấy đoạn lấy bằng thằng S sau trừ đi S trước trừ 1 như mình hay tính tổng lũy được. Đấy. Vậy đây trên đây là cái đoạn mà thầy cho cô chương trình thầy thì vừa chia sẻ từ các em. Vậy thì qua cái bài toán cuối cùng của cái bài toán trong cái đề này thì các bạn nhận thấy như sau. Ở bài toán này mình sẽ gửi nó vào trong này. Đấy. Như vậy thì ở bài toán này nó sẽ tổng hợp của khá nhiều vấn đề mà thầy trò mình vừa phân tích. Thứ nhất, từ một cái bài toán cụ thể, một cái bài toán đề thi cụ thể này thì nó lại quy về một bài toán con và các bạn phải nhanh chóng giải quyết được bài toán con này. Cũng giống như cái bài toán của bên trên thầy khi nãy thầy nói về cái bài toán tìm bài toán mà có tính chất lặp lại theo chu kỳ để lưu trữ vào một mảng hằng. Vì thì các bạn phải chạy nó một cách độc lập để thu được cái mảng hằng đó và lưu cái mảng hằng ở đầu chương trình nhé. Đấy. Thì cũng giống như bài này nó thuộc lớp bài toán chạy một chương trình để thu được một mảng hằng là chỉ số của một đoạn UV. Người ta tính tổng Lucas trên cái đoạn UV đấy, à tính tổng lim trên một cái đoạn UV của một dãy Lucas đấy. Mà cứ như thế thì giải quyết được xong rằng này ta thu được ba bộ số, ba cặp XY. Với mỗi cặp XY như vậy thì ta sẽ tính tổng tích lũy trên một cái đoạn nào đó. Ta tính tổng tích lũy theo công thức tổng lim, tính tổng tích lũy theo tổng lim. Vậy, sau khi tính được tổng tích lũy trên tổng lim theo từng đoạn đấy rồi thì ta có một cái nhận định với n nhỏ hơn bằng 68 thì ta chỉ có được một cặp XY, với n nhỏ hơn bằng 82 ta có hai cặp XY, với n nhỏ hơn bằng 88 ta có ba cặp XY. Trong bộ test thì nó không có n nhỏ bằng 88 bởi vì n gần bằng 88 thì nó đã bị tràn số mất rồi. Trong Python nó chạy được thì C cộng cộng nó không chạy được. Đấy. Và hơn nữa ở cái bài toán này các em một lần nữa các em được hệ thống lại toàn bộ các cái kỹ năng mà các em đã được học bao gồm giải thuật sàng nguyên tố, hàm là tính mũ theo phương pháp nhân độc dư. Đấy, phương pháp nhân độc dư đấy, ta đây gọi là chia để trị, ta tính từng phần một trả được bài toán con thì ta sẽ thu được kết quả bài toán lớn. Ta tổ chức bài toán thành nhiều chương trình con, ta sử dụng sàng nguyên tố, ta duyệt qua tất cả các khả năng để thu được gọi chương trình để ta thu được nghiệm và ta đưa nghiệm ra để ta lưu vào mảng hằng. Rồi ở cái bài toán sau nữa ta được ôn luyện lại cái bài chuyển đổi cơ số từ 10 sang 2, từ 2 sang 10. Và là cũng có lẽ một số bạn đây là lần đầu tiên các bạn sử dụng cái phép toán tính tổng lim đúng không? Tổng lim là phép toán cộng không nhớ cho hai sâu nhị phân. Đấy. Và tiếp đến các bạn được làm quen với dãy Lucas. Lucas nó cũng là một cái dãy phổ biến như dãy Fibonacci các em nhé. Đấy. Thì trong quá trình sử dụng thì ta cũng lưu ý dãy Lucas nó có tính chất tăng rất nhanh nên tổng của nó có thể làm rất là nó có khoảng tầm dưới 100 số trong cái không gian 10 mũ 18 của kiểu dữ liệu long long. Đấy, ta xử lý với phương pháp tính tổng của các sâu. Đấy. Sau đó ta convert nó sang số. Rồi và từ quan trọng nhất mấu chốt mình chỉ ra rằng với mỗi giá trị n thì ta sẽ thu được bao nhiêu cặp XY tương ứng. Vậy thì từ đó thì các em cũng biết là từ cái bài toán này các em có thể biến thể thành khi các em có hai cái bài toán cơ sở nào đó các em ghép nó lại thành một bài thì các em sẽ thu được một bài toán mới nhé. Được rồi, nhiệm vụ của các em về nhà sẽ là cài đặt thành công hai cái bài toán của ngày hôm nay. Và cái này thì cái bài toán thứ nhất là bài toán hoán vị nguyên tố, trong đó có đề xoay quanh về vấn đề kỹ thuật sử dụng mảng hằng. Cách thay vì sử dụng mảng hai chiều thì ta quay về sử dụng một mảng một chiều mà kiểu sâu bằng cách nối các cái toán tử này lại với nhau thành một sâu.
bởi vì n của ta chỉ nhỏ hơn và bằng 8. Cái thứ hai, với những bài nào mà liên quan tới số mẫu test mà liên quan tới 10 mũ 6 chắc chắn nó là mảng hằng, thì ta nên sử dụng một cái sắp tác ở bên trên để chạy lần lượt các giá trị này để tìm được kết quả. Sau đó với mỗi truy vấn này thì ta chỉ việc đưa kết quả ra là xong. Được rồi, hôm nay thầy hy vọng là cũng đã chia sẻ với Thành và các bạn, với Minh, với Vũ Huy và cả cô Cúc là những cái kiến thức khá bổ ích, và hy vọng các em sẽ cài đặt thành công được hai cái bài toán này nhé. Đầu tiên các em hãy cố gắng dành nhiều thời gian nhất, dành ít nhất thời gian để làm các bài bài này. Sau đó các em có thử bấm thời gian trong vòng 1 tiếng mình cần phải làm là làm được tối đa điểm bài của này. Chấm một lần trên server đã có test rồi nhé. Hãy cố gắng dành trong 1 tiếng để cài đặt thành công bài này. Còn nếu 1 tiếng không được thì làm 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng. Tóm lại ngày mai Thành thầy trông chờ bài làm của các bạn nộp lên server nhé. Tới thời điểm này như thầy tìm thì hiện nay nếu không nhầm chưa ai làm được các bài tập này trên server của thầy. Bởi vì sau khi thầy giảng xong rồi cũng không thấy bạn nào là phản hồi làm được. Đấy, như có mỗi thầy làm được. Quên vì thầy nghĩ ra cái đề này mà thì tất nhiên thầy phải làm được. Rồi, hôm nay thầy cho mình nghỉ ở đây nhé. Thì xin cảm ơn các bạn đã học đến giờ này. Bây giờ đã là 11 giờ rồi. Chúc các bạn cài đặt thành công hai bài toán rất hay về chuyên đề số học nâng cao. Hy vọng ở buổi tới ta sẽ có những cái nội dung hay nữa để trang bị cho các em các kỹ năng lập trình. Ta không học tủ, ta học kỹ năng lập trình nhé. Rồi, xin cảm ơn cả nhà. Bye bye. Video này thầy sẽ đăng trên kênh YouTube Đặng Tuấn Thành. Các bạn có thể xem lại ở bất cứ thời điểm nào. Chắc ngày mai thầy mới đăng được. Thầy chào các em. Bây giờ sao?